Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bảo Xuân, sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam, giúp đẹp da, giảm nám, cải thiện sinh lý. Thưa quý vị khán giả, tối thứ bảy hàng tuần thì chắc chắn là chúng ta mong muốn rằng mọi người trong nhà mình sum vầy với nhau bên mâm cơm và bên màn hình để thưởng thức một chương trình nào đó thật là vui, thật là nhiều tiếng cười, thật là sảng khoái. Còn chúng tôi thì chờ đợi quý vị đúng vào cái khung giờ này, 19 giờ tối thứ bảy trên HTV7. Mở TV lên và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Giọng Ải, Giọng Ai. Thưa quý vị, chương trình Giọng Ải, Giọng Ai hân hạnh nhận được sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi những gương mặt rất là quen thuộc với chương trình của chúng ta. Đầu tiên là gia đình của Trường Giang, Ốc Thanh Vân. Gia đình mà luôn luôn có nhiều những ý kiến trái chiều đối nghịch lại với Trường Giang, Ốc Thanh Vân, không ai khác hơn đó chính là Trấn Thành, Thu Trang. Có một điều tôi muốn nói ngay từ đầu chương trình đó là hôm nay năm đứa mình bận đồ, không ai liên quan với ai. Nhưng mà tôi thấy bạn là lạc lõng nhất. Ít nhất á thì anh Nghĩa với lại anh Trường Giang là có liên quan, tôi với lại Trang cũng có liên quan, còn một mình bạn ốc ghét mình hả? Ủa Cành với anh Nghĩa cũng có liên quan, đen quá trời nè. Ở đây là nó rất là tôi không biết nó là cái bánh gì mà nó da lợn. Bây giờ còn tôi thì nó nói đơn giản chỉ là những cánh chim không mỏi. Ủa mà sao bữa nay năm đứa không đứa nào vô đứa nào? Không đứa nào vô đứa nào đơn, không có cái gì liên quan. Không, anh thì luôn luôn nghĩ rằng với một cái bảng màu nhiều màu như thế này thì nó sẽ hòa hợp với tất cả mọi người. Còn riêng Trấn Thành thì thật ra anh tính binh vực em. Anh tính dành cho em những điều tốt đẹp. Không anh, em thấy áo anh dễ thương. Ý anh nói làm sao? Trấn Thành mặc áo những con chim hạt. Mà những con chim hạt là cái gì? Là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, cái sự an nhiên, cái sự bình thản trong tâm hồn. Thôi những người ăn chay có khác, thấy chuyện dễ thương. Nhưng mà không có ngờ là em nói với anh những cái điều đầu tiên anh không được vui cho lắm. Cho nên anh xin sửa lại những cánh chim lạc loài. Tại sao các bạn lại cứ phải vùi dập một người mà có một cái... như vậy. Về chỗ đi em, sải cánh về chỗ đi nè. Ok, hạt về. Mời các bạn về vị trí của mình. Có bài cũng tán mặt em luôn á. Vậy hả? Cái thương quá ha. Thôi mình gặp khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Hai ca sĩ quen thuộc với mọi người, Trịnh Thăng Bình. Mình đã từng nói với nhau khi chỉ cần cảm nhận thôi thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa, thế cớ sao anh chẳng thể kiềm lòng. Thời gian trôi lặng lẽ rồi một giây anh mạnh mẽ, cố chúc hết tâm tư anh đem ngược từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi, cớ thế sao em đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho theo một người ta vẫn thường quên mất yêu bản thân mình, bận chấp đôi phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em vì đang vòng tay bên người nào đấy rồi vỡ như không thấy. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Hôm nay trong sông tình mong em xem, anh mong thời gian qua xa nhau để mình không phải đau thêm. Anh đêm ngày nhớ em, anh mơ lại có em. Anh mong người sẽ cho qua để duyên ta bao tố phong ba cùng đi qua. ABC
suy nghĩ, nhưng anh biết mình chẳng thể là vì đôi người được mấy khi gặp người mình muốn thì chẳng tiếc gì, chẳng hàng kỳ. Thời gian trôi lặng lẽ rồi mùa say anh mạnh mẽ, cô chúc hết tâm tư anh đem ước từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi, cơ thể sao em đã độc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho điều một người ta vẫn thường quên mất điều bản thân mình, bất chấp đối phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em cần thêm thời gian suy nghĩ nên anh đành lặng nhìn màn hình với chữ đã xem. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Cho điều một người ta vẫn thường quên mất yêu bản thân mình, bất chấp đối phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em cần thêm thời gian suy nghĩ đắn đo hay duyên tình mình đã kết thúc đây. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Mình đã từng nói với nhau người yêu hoàn hảo không có trên đời, tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận thôi thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa, thế cớ sao anh chẳng thể kiếm lòng. Sai vì thiếu anh, một ngày chỉ còn bóng đêm. Wow. Một ngày muộn sâu vì chẳng có anh, để rồi lại càng nhớ thêm, nhớ tiếng nói êm đềm. Này người ơi có biết em ngóng chờ và chờ mong làm có. Chẳng lòng em đang yêu, có những khi trong anh đầy hoài nghi, cũng có khi đem về nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng nghi ngờ, xin đừng hững hờ, để em sẽ mãi nuôi mong chờ. Một ngày thật buồn, một ngày vắng anh, một ngày sai vì thiếu anh, một ngày chỉ còn bóng đêm. Wow. Một ngày muộn sâu vì chẳng có anh, để rồi lại càng nhớ thêm. Nhớ tiếng nói êm đềm. Này người ơi có biết em ngóng chờ và chờ mong làm con tim thân thơ. Từng ngày qua em vẫn luôn ngóng chờ, làm sao đây để vơi nỗi nhớ mong. Viết khúc ca với bao lời yêu thương, cất tiếng ca trong lòng đầy rằng anh hiểu. Phải chăng lòng em đang yêu, có những khi trong anh đầy hoài nghi, cũng có khi đem về nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng nghi ngờ, xin đừng hững hờ, để em sẽ mãi nuôi mong chờ. Một ngày thật buồn, một ngày vắng anh, một ngày sai vì thiếu anh, một ngày chỉ còn bóng đêm. Oh, oh, oh. Một ngày muộn sâu vì chẳng có anh, để rồi lại càng nhớ thêm, nhớ tiếng nói êm đềm. Này người ơi có biết em ngóng chờ
chắc lòng em đang hiểu. Có những khi trong anh đầy hoài nghi, cũng có khi đêm về nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng nghi ngờ, xin đừng hững hờ, để em sẽ mãi nuôi mong chờ. Biết khúc ca với bao lời yêu thương, cất tiếng ca trong lòng đầy tơ vương. Ôm mộng mơ nhiều, mong rằng anh hiểu. Phải chăng lòng em đang yêu? Có những khi trong anh đầy hoài nghi, cũng có khi đêm về nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng nghi ngờ, xin đừng hững hờ, để em sẽ mãi nuôi mong chờ. Yến Nhi và Trịnh Thắng Bình. Sao vậy Nhi? Anh thấy bình thường là em tung tăng, em xuất hiện, em nhún nhảy dữ lắm mà khi lên sân khấu. Tuy nhiên sao bữa nay đi ra cùng với Bình mà em đi như là tượng sáp vậy Nhi? Biết sao không? Sao vậy? Hồi xưa lúc mà yêu thương nhau người ta không đối xử tốt với nhau. Bây giờ gặp lại nó hơi ngại thôi. Trước khi chào mọi người, giờ cho phép em bắt tay Nhi cái được không? Không được đâu em ơi, tại sao sáng nay vô em chào Nhi rồi mà Nhi không chào em mà. Đúng rồi, bây giờ em làm Nhi lơ cái là mình quên. Bây giờ người mình ta tâm. Không muốn thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay? Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Thôi mấy gì về đi. Không có phải. Về đi, mới vô chưa gì hết đi, dồn dập quá rồi. Dồn dập quá. Anh nghĩ là Thành nói đúng á, tính khi nào mới trưởng thành, mặc dù không có để râu. Anh phải nói lại cho chính xác đó, không phải là để râu. Là chừng nào mày mới chịu cạo râu. Tại sao em đi quay chương trình mà em quên cạo râu vậy hả Bình? Dạ tại vì... Hay là mới cấy hôm qua tí không cạo? Đừng nói chuyện cấy gì ở đây. Nhiều người không thích nghe từ cấy, lông cấy tóc rồi đâu, nó không nên. Trời ơi, đừng nói tiếng luật bạn tôi nha. Các bạn, chúng ta đang đứng với khách mời. Ok. Tại sao chúng ta lại bỏ quên khách mời của chúng ta? Xin lỗi anh, tại vì có những cái đầu nó phải nhắc đến. Nói đi em Nhi. Gặp Bình là em nó không thoải mái, không mấy rồi mà sao mà bốn em phải nói rõ không ấy là sao. Gặp Bình em không ấy là không. Ê, không ấy là không cái gì nha. Em muốn ấy hả? Nói chung em hơi bị ngợp. Hơi bị ngợp hả? Ủa cái gì đâu mà ngợp, em Bình nó cũng như xưa thôi mà. Bình bây giờ vậy đi, cho bạn một cơ hội để thanh minh, bạn đối xử với người ta như thế nào để người ta phải ấy hay không ấy kìa. Tôi đâu biết gì đâu trời. Thôi như thế này, nếu như mà giữa hai bạn có một cái khoảng thời gian nó cũng hơi cách xa nhau, hơi không ấy. Ừ đó, không còn theo dõi nhau nhiều nữa thì thôi, coi như ngày hôm nay là một dịp để mình ấy nhau. Ừ, kết nối với nhau phải ấy đó. Phải okay, phải. Bây giờ nè Bình ấy với lại ấy đi, chứ đừng để ấy nó ấy. Ôm ấy một cái tình cảm, hôn nó cái nhẹ coi. Sao mà hung cái gì xong mà cái mặt như là tượng sáp luôn nè. Cái mặt đơn. Cái gì vậy? Hung đại nghĩa thì nhiệt tình, hung con nhỏ người ta thì hửi như cái nó. Thôi bây giờ vậy nè, tại vì là ngày hôm nay mình xuất hiện để mình chơi một cái game cho nó vui. Đừng làm họ tự áp lực, họ ngại. Bởi vì bây giờ mỗi người đã có một công việc và có một cái lối đi riêng rồi. Mất công nhiều người nhìn vào thì ảnh hưởng tới nhiều thứ, không tốt. Trời ơi, sao tự nhiên bữa nay. Cái gì vậy? Mấy em có nhìn ra anh Trường Giang hàng ngày hay không mà gọi nhiệt tình vậy? Bữa nay như ông ai nhập em vậy Giang? Thôi bây giờ dây Nhi với lại Bình, hai em muốn về đội của người nào, chọn đi. Dạ tại vì hồi nãy ngồi bên trong với lại em cũng biết là Bình với lại Trấn Thành nói nhiều. Nói nhiều hả? Nếu mà cho hai người chung một đội chắc thành cái chợ đàn. Thôi mình tách họ ra đi. Nó sẽ qua đội Trấn Thành. Cho nên Nhi sẽ về đội Trấn Thành, cho Trấn Thành bớt nói. Và Bình sẽ qua đội của Trường Giang nha. Xin mời hai bạn. Xem về đội anh mà em nói nhiều là sao Nhi? Em lấy niềm tin nào để anh giúp em? Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng hóa thân. Vẫn ai sống ai,
Xin nhắc lại cho các bạn chơi, đặc biệt là hai khách mời, nhớ rõ cái luật của mình. Đó là vòng 1 thì có tất cả là 7 nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện ở đây. Mình sẽ quan sát họ, mình theo dõi một đoạn clip giới thiệu ngắn về họ. Và sau đó mình sẽ đoán xem rằng ai trong số họ là người hát không hay. Chọn một người thôi nha. 7 nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay, xin chào các bạn. Bây giờ thì các bạn có hiểu vì sao tôi chọn cái áo màu này để mặc chưa? Hợp với tất cả các nàng công chúa của chúng ta. Điều đặc biệt hôm nay là toàn là các bạn nữ và mỗi bạn hóa thân thành một nàng công chúa quen thuộc trong câu chuyện cổ tích. Đầu tiên, nàng Bạch Tuyết. Nàng Bạch Tuyết thì chúng ta biết rằng nhìn lầm người nhiều quá rồi đúng không? Nhìn lầm bà phù thủy khi bà hóa thân thành người này người kia, đến nỗi ăn trái táo độc mà chết. Tiếc là bình thường đúng chuyện ngụ ngôn là do ham ăn mà chết. Ham ăn hay là nhìn lầm người gì cũng vậy thôi, cũng phải nhìn lộn cái bà phù thủy kia. Cho nên bây giờ nào, bà Tuyết đã quyết định đổi nghề, lễ cho mình không nhìn lầm người nữa. Cô ta là nhân viên đo thị lực mắt. Mời các bạn. Nữ. Đó là nàng Bạch Tuyết của đời thường. Trời ơi, hên quá. Hên thiệt. Sao? Mới đi đo kiến. Đem mắt kiến nè, mới đo cách đây mấy ngày. Thì sao? Thấy rõ hết mặt mọi người luôn. Thì ở đây ai cũng thấy hết trơn, không phải riêng mình em Bình ha. Không, ý em nói là có nghĩa là bình thường là đợt trước á, em bị kiểu mà em không chưa kịp đo mắt, em không thấy rõ được cái khẩu hình miệng, không thấy được rõ được cái ngoại hình các bạn. Mà đợt này thì đem mắt kiến cho thấy rõ. Bình ơi, câu hỏi là ai quan tâm tới điều đó? Không, bây giờ quay lại cái chuyện mắt kiến nè. Quan trọng, quay lại chuyện mắt kiến quan trọng nè. Rồi. Mới đo mắt thì là cái bạn nhân viên đó, mình nhìn cái bạn nhân viên đó, mình thấy cách làm việc của họ, đúng không? Thì bây giờ là từ đây mình thấy cái bạn này đo mắt là nó sai sai nè. Cái vấn đề là hát hay là không hay? Em chỉ biết là đo mắt sai thôi, chứ làm sao biết hát hay hay không? Đó. Chết không? Anh vừa mới phát hiện thấy Yến Nhi có một cái nhếch mép cười nhẹ. Nè, Tiến Long nè, anh nè. Xưa sẽ quen nó được nè. Nếu như mà nói giống Bình về đo mắt cho em đi đo nhiều hơn Bình. Rồi sao? Mà hôm nay em không có mắt kiến để em đeo. Chà, hai đứa hợp ghê. Ủa rồi cuối cùng sao Nhi bé nó hát hay không? Bạch Tuyết nè. Thế em nghĩ không quá. Tại sao? Em thấy thằng này thấy cái nốt này nó kỳ kỳ á. Thật ra hồi nãy cái nốt nó phát ra so với bạn ấy là tròn trịa. Cái gương mặt đó là một gương mặt đáng tin. Đáng tin. Thiện cảm. Không, sạch sẽ, nhẹ nhàng, thân thương. Ủa đây có ai dơ đâu Thành? Chỉnh chu đó. Chỉnh chu, sạch sẽ, không, tươi sáng, trong lành, nhẹ nhàng cái gương mặt đó. Khả năng hát hay là cao. Đặt niềm tin nhẹ cho em. Đặt niềm tin nhẹ, đó là chân thành. Còn Giang? Hồi nãy mình nghe là nụ cười đúng không? Chữ cười hơi bị bóp lại chút xíu. Tại sao người ta cho mình nghe nhiều như vậy ha? Nguyên một chữ nụ. Cho nụ thôi. Là bên kỹ thuật lại đơn giản như vậy, cho mình nghe rất rõ ràng. Chữ nụ là rất là gọn luôn á. Chữ nụ rất là gọn, không có gì mà xấu là nụ. Thì mình cũng không tin. Chữ nụ rất là bình thường thì mình nghĩ là chắc phải có một cái cạm bẫy gì ở đây. Em không nghĩ là mọi chuyện lại phức tạp như vậy đâu. Nói chung là em không có cảm giác là bạn này hát không hay. Đó là phức tạp rồi đó. Bắt đầu phức tạp rồi đó. Đơn giản hơn. Trang nói đi em. Hay. Đó thấy không? Dễ hiểu. Ngắn gọn đơn giản. Còn Bình, giờ em bình tĩnh lại chứ Bình. Anh hỏi lại được không? Qua người số 2 đi anh Nghĩa. Dạ. Thôi, để cho em nó thêm một chút thời gian nữa nha. Bàn số 2. Cái cô này là cái cô công chúa Adura trong câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Lẽ ra đó, tạo hình này xong nè, bé nó phải nằm dài đã ngủ luôn á. Đúng không? Thì nó dễ tin hơn. Số 2, nằm xuống em. Cái bạn này, ngoài đời, bạn làm công việc là photographer. Mời các bạn xem. Cũng là một gương mặt sáng đẹp, dáng vóc dễ thương ha. Chỉ là không liên quan đến nhiếp ảnh thôi. Đúng, không ai đi chụp hình mà tóc tai xõa sự dễ trơn trọi á. Có vẻ hay.
Nãy giờ Trấn Thành toàn đưa ra những cái dự đoán mà nó chung chung có vẻ như mình thấy một cái người photographer mà tôi thấy là cổ vẽ chân mày cũng khá bén, son khá đậm rồi cổ có làm cái nhũ nhẹ trên cái quần con mắt nữa. Người ta biết quay hình mà, không phải làm đẹp chứ. Bởi vì những cái người nha, anh để ý là những cái người mà người ta đi chụp hình á mà đã nữ mà mê nhiếp ảnh là bắt đầu áo thun quần mọc lắm, cao lên bộ nón kết. Những cái người đó là cái có cá tính nhiếp ảnh là người ta bụi đời phong trần ăn bận đồ, thì hồi nãy bộ đồ là cũng vậy, nhưng mà dám chương trình gài vô cho bắt cổ bận vậy, cái thấy nó hơi trật so với cái vụ chụp hình. Nhưng mà cái mặt này mà hát dân ca đồ nha thì cũng hay nha. Thôi bây giờ mình nghe nhạc sĩ người ta nói đi, người ta có chuyên môn. Tôi thấy được rõ Thành ghê, thích ghê này. Lại là một cái câu chuyện không có liên quan lắm tới âm nhạc. Hôm nay đầu tiên đem mắt kiến anh, thích lắm. Nó khoe hoài luôn á, từ đầu chương trình tới giờ. Nè, bây giờ nhắc lại một lần nữa, đàn ông có cái gì thiếu cũng được, có hai cái không được thiếu. Duyên dáng có rồi, duyên có rồi, ý chí có luôn. Là em có duyên dáng luôn hả? Ừ, có cả hai rồi. Bởi vậy, bị bỏ là đúng. Bây giờ mình tập trung vô cái chuyện chuyên môn là ai hát hay hát dở đi, sao cứ tập trung vô tôi hoài vậy? Người ta hỏi mấy người hôm nay người ta là giọng ải giọng ai chứ đâu phải là bình ải bình ơi đâu. Trời ơi, bình ải bình ơi. Tự ghép tên mình vô chương trình bình ải bình ơi luôn hả? Dạ, người ta đây là chương trình âm nhạc chứ đâu phải chương trình nhìn rõ nhìn ro đâu. Chương trình là chương trình âm nhạc, đâu phải chương trình vô diễn vô duyên đâu. Con bé đứng nóng nực muốn chết mỏi tai mỏi giò mà em nói cái gì đâu không hà. Tin em đi. Sao em thấy đúng không? Hát có đeo mắt kiến mà sao nó nhìn lâu vậy? Trời ơi không, cái cô số 2 này, cái cảm giác đem đến nó sao á, có nghĩa là nó không hẳn là mình nghĩ cổ hát không hay, nhưng mà cũng không chắc là cổ hát hay. Nhức đầu hơn nữa luôn không á. Thật sự là như vậy. Bây giờ cuối cùng là anh thấy hay hay không? Anh nghĩ là hay á. Em nghĩ là không hay chắc chắn, tin em đi. Tại vì biết sao không, đợt trước á là khi mà những cái ý kiến trái chiều của em với anh Giang á là em đều đúng, anh Giang đều sai, mà cuối cùng lại chọn theo anh Giang. Nhưng mà tại đợt trước em chưa có đeo mắt kiến em ơi. Ủa, đeo mắt kiến với lại cái lỗ tai nó đâu liên quan gì đâu anh? Nó khác dữ lắm luôn á. Tại sao người ta nói là tai mũi họng thì tai nó thông cái mũi với cái họng cũng không liên quan tới mắt. Mắt thấy thì tai mới nghe được. Tại sao người ta nói là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ mắt với tai, thấy không? Người ta nói tai dắt mặt rừng, là tai mắt là có dính liêu. Bởi vậy có mồm thì giữ xin đừng ba qua Thành. Cái chuyện quan trọng là Bình dựa vào cái chuyện là Bình mới làm mắt kiến và đã đo rất là chính xác cái độ của mắt Bình, thành ra là mình nhìn cái gì cũng có nghĩ là tin vào cái mình thấy. Nhưng mà Bình ơi, chị nghĩ là em đeo mắt kiến đẹp nhưng mà tầm nhìn của em nó vẫn hạn hẹp. Đâu em nãy em đã nói gì rồi? Cô giáo dạy cũng dần. Nghe cô giáo dạy môn giải trí nói nè, Thu Trang. Bình nói không hay đúng không? Tại nãy chị nhớ mà. Đúng rồi, em chỉ nói là em nói em phải tất cả những gì mà suy đoán anh Trường Giang em sẽ nói ngược lại hết. Ok, em theo Bình. Tại sao thấy Bình? Bình đẹp. Đôi khi cuộc sống này những người giống nhau người ta hay tìm thấy nhau, người ta nhận ra nhau liền chị ơi. Đó. Hay quá đó, mẹ con tìm đó. Thấy nhau. Vậy à, gì đâu à, mẹ con không bị nói tầm bậy bạ. Về chỗ ngồi đi em, mình làm quen với cô công chúa trong cái bộ phim Hoàng tử ếch nè. Nhìn cái nước da bánh mật mạnh mẽ, nhìn có vẻ là cá tính. Cô ta là huấn luyện viên Zumba, mời các bạn xem. Nãy giờ thấy ai cũng hát hay vậy ta. Đây là một sự dàn dựng lộ liễu với một cái mặt được dặm rất kỹ. Sau đó xịt rất nhiều mồ hôi ngay cần cổ. Cái mặt không có một chút mồ hôi nào. Không có một chút mồ hôi nào, lắng nhẵn, quánh phấn thiệt dày cho đẹp. Cô ta cũng không phải là huấn luyện viên. Huấn luyện viên thường để ý đi, ta dạy ngày không mấy chục lớp mệt muốn chết. Ta làm nhẹ nhẹ đó không? Thế giờ rồi các bạn làm 1, 2 mà ta làm rất chậm cho học viên ta thấy ta làm theo. Bị sai với ông Thành, bị dịch sợ là mình không tin là huấn luyện viên. Thì bởi cho nên vậy làm lố, mà lố cho nên nó mới lộ.
Không, nhưng mà bạn này nhảy cũng, chắc cũng nhảy có tốt học, và có tập học. Luyện mỗi ngày. Vậy là biết là có học. Mà cái gương mặt bạn nó hơi bị, nó có cái sự mà không có tự tin. Hay lắm Thành ơi, tôi định nói dành phần của tôi luôn rồi. Nói đi ông nội, nói phần còn lại, nói. À, đến đâu rồi? Tiếp phần của tôi luôn đi. 2, 3, vô. Anh đeo mắt kiến vô nó có ảnh hưởng tới dây thần kinh không anh? Bởi anh nói mà, nếu như mà đeo không đúng độ đó là mình nhức đầu, ảnh hưởng tới thần kinh bị điên có ngày đó. Thì xong cái mình thấy là không tự tin. Thì nếu mà không tự tin thì thường là cái người kiểm soát nốt nhạc không có giỏi, hạt dở, bung nắp. Sao em thấy bạn này lại thấy có vẻ hát hay à? Tại vì nhìn cái mặt giống như bạn số 1 vậy á, nhìn thiện cảm á. Anh thì cứ nghĩ đến cái kinh nghiệm của mình á. Em có nhớ là mấy cái cô bạn của những chương trình trước không? Tới đây cũng nhảy điêu luyện làm thế ghê lắm mà thường hát dẹt. Cô này có thể là một lát nữa nếu như cô đi đến vòng 2, cô sẽ ra cô nhép miệng và cô hát, cô nhảy một cái bài nào đó thiệt sôi động để đánh lừa chúng ta. Em cũng đồng ý với Thu Trang là cô này hát hay. Em cũng đồng ý với anh Giang là cô này hát hay. Trời đất ơi, sao phản sao lẹ vậy? Sao lật mặt lẹ vậy Bình? Hồi nãy em đồng ý với Trấn Thành mà. Hồi nãy tôi có đồng ý với bạn hả? Anh nội đeo kiến có mất trí không anh? Có đó em. Có đó, ảnh hưởng tới thần kinh dữ lắm đó. Sao em có thể yêu một người như vậy được hả Nhi? Em thấy hay á. Thấy chưa? Thấy chưa? Không, nhưng mà không có tráo trở. Cả thế giới là lật tôi đi. Không, không sao sao, còn ốc. Không sao. Còn cô giáo. Ốc, bình tôi cái ốc. Chúng ta hay có quan điểm chung luôn. Nãy bạn nói sao? Tôi nói là hát không hay, là bạn không tự tin. Em có cảm giác rằng cái cô này là mình không thể nào mà không nói rằng cô ta hát hay được? Hay là em nghĩ rằng không thể nào không nói là cô ta hát không hay? Em không thể nào mà không nói rằng là em không đồng quan điểm với Trấn Thành. Vậy là đồng quan điểm. À, ít ra là trong cái trường hợp này ba anh em chúng ta có đồng quan điểm với nhau. Vậy là vui rồi. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều. Cái đôi giày đó, thật thấy không? Cái đôi giày đó. Nó đã nói lên một điều rằng lát nữa bạn ấy sẽ phải nhảy. Phải nhảy. Tại bây giờ bận cái lòng đèn mà có đôi giày đó kìa. Dân ngồi được chứ Thành đã đứng lên đi cưng, nhìn kỳ lắm. Mang guốc. Mang đôi giày ba ta. Không phải guốc mà là một đôi giày. Một lát nữa ba đi ra này ha. Cái bà làm như nè. Đó là bà nhảy. Là bà sẽ nhảy. Chứ bà không biết hát không? Không, bà không biết hát đâu. Đó. Đó là ý kiến của Trấn Thành và Ốc Thành Vân. Tiếp, chúng ta sẽ qua đến cô bạn số 4. À, em biết bạn này nè. Jasmine của câu chuyện Aladdin. Đẹp không? À, đứng chặt góc như một người mẫu. Và công việc của bạn ấy là bán cây kiện. Mời các bạn xem. Trời đất ơi. Thật ra lanh lợi đó anh. Mà cái gương mặt này mà ráp cái bài nhạc bolero vô tự nhiên hợp liền. Ngày nay cô hát là chiều nay anh với em. Nhưng mà cái âm thanh phát ra các bạn nghe thấy có đẹp không? Không đẹp. Là tại sao? Chương trình bắt em hát cho dở vô. Mà mặt tỉnh táo, hát vô rồi nói đồ ghê lắm. Không biết là trúng hay trật. Nhưng mà nói đồ thái độ đó. Là cái kiểm soát tốt. Em nghĩ là hay á. Hay. Yến Nhi. Khó quá. Tại vì em nãy giờ em chỉ chủ yếu là em nghe thôi mà em cảm thấy chắc hát. Cho tao mượn kiến kìa. Không cùng độ. Cùng hả? Thí dụ cùng có cho mượn không? Không. Trời ơi đàn ông kìa. Chúng tôi đã trắng đen phân biệt rõ ràng rồi. Đã hai đội khác nhau rồi. Đã hai chí tuyến rồi. Bình ơi chị rút lại nha. Bình chị sẽ không thích em nữa nha. Tại chị Nhi thích những người đàn ông vừa đẹp trai vừa ga lăng. À ok, à, Nhi có cần cất kiến không ạ? Mình biết là này nó không được, không có được. Đi vậy? Trời đó, trời nó Thành, trời đó. Giả dối. Em nghĩ là cô này cũng khó. Tại vì cô này một là hát rất là hay về nhạc bolero, hai là hát banh nhà lầm luôn á. Mà cái đó điều đó khó xác định với cái vòng này quá. Anh lại có cảm giác là cô ta hát không hay với cái âm thanh mà phát ra như vậy. Vâng, cũng có cảm giác là cô ấy chắc không phải là người hát hay đâu. Một phần là do biết sao tất cả các nhân vật ngày hôm nay đều là những nhân vật công chúa mà mình yêu thích. Họ rất là đẹp và làm như chương trình cố ý lựa những người mà xinh, quá xinh luôn. Thành ra là tự nhiên mình cứ bị cái cảm giác là họ sẽ hát rất là hay. Bởi vì nhìn cái gương mặt họ mình thấy thiện cảm đúng không?
thì mình cứ áp đặt là cái gương mặt đó là phải hát hay đó, đánh lừa chúng ta hết đó. Vậy thì chúng ta đi ngay đến cô bạn số 5. Cô nàng tóc mây và đây là vận động viên đánh bóng chuyền. Oh. Rồi. Chạy ơi. Cái chữ thôi đó rất là tệ, nó không đúng cao độ và nó bị lạng đúng không? Không, tại mình chưa biết là bạn ấy hát bài gì. Mà vậy vì sao người ta lại cho mình nghe một cái nốt rất là tệ như vậy? Nhưng mà anh lại cảm giác là cái hơi bạn ấy rất là mạnh á. Có vẻ như là đúng là cô vừa tập xong và quay đúng cái việc mà diễn ra hàng ngày. Nhưng luôn. Mà cô này chỉ là người chơi bóng chuyền thôi chứ không phải là vận động viên. Không, mà không có phải chơi bóng chuyền luôn nữa, không phải. Thì cô đang chơi gọi là người chơi bóng chuyền. Nếu mà đúng là người chơi bóng chuyền đúng á là người ta không bao giờ mà cứ lúc nào cũng cầm vậy đâu. Đúng rồi, với lại đúng không? Bóng vô là không được dính, cổ là dính bóng rồi cũng bị đẩy ra rồi người ta chỉ búng thôi. Đó thì nên là bạn này là không phải là bạn chơi bóng chuyền. Rồi sao nữa? Mà bạn này á là một bạn hát hay. Hát hay. Tin em đi. Nhìn cái mặt em là chị biết là chị không nên tin rồi. Chị chỉ tin vào bản thân chị thôi. Ừ, hát hay. Không hay. Em cũng nghĩ hát không hay. Hát không hay luôn hả? Em cũng nghĩ bạn này hát không hay. Thôi nãy giờ người ta nói không hay thôi thì đó. Ừ. Hả? Trấn Thành đâu? Chính kiến của em đâu? Oh sir. Ừ thì đó, bé Thành nãy giờ hay. đang mắc suy nghĩ chuyện bóng chuyền này kia, bị Bình miêu tả nhiều quá đó. Rối rồi, tôi suy nghĩ coi là Bình nó nghiên cứu bóng chuyền từ năm nào. Mặc dù bản thân nữa đúng không? Môn nào cũng biết chơi. Cái mà. Môn nào nó cũng biết anh. Nữa em hơi hoang mang, em chưa có biết được cái câu chuyện của cô bé số 5 này. Nhưng mà theo vị trí đắc địa thì số 5 là hát dở. Đó, cảm ơn Trấn Thành. Tiếp theo, vị trí số 6. Bạn này là blogger ẩm thực. Nhưng mà cô này có là cái cô gì trong Nàng Tiên Cá? À, bây giờ thì anh mới hiểu rằng cái công việc blogger ẩm thực không phải là bạn ấy tự nấu và bán, mà giống như là giới thiệu những cái hàng quán nào đó. Và quan trọng là cái người này phải là một người có thẩm mỹ trong việc chụp hình món ăn. Đúng, phải chụp cho đẹp, nhìn cho hấp dẫn. Hồi nãy em thấy là bạn là người sành điệu, thấy make up rồi cũng son lợt, son đậm môi thủy tiên nữa. Chụp hình ngôi chụp hình cái môn vậy không? Rồi cũng đeo bông tai bên ngắn bên dài, cắt tóc ngắn ngắn bên bê rồi. Cái xác xuất hát hay rất là cao. Mà theo truyền thuyết thì nhân vật Nàng Tiên Cá lại hát rất là hay nữa. Chưa chắc. Lúc mà bà bị mất cái giọng hát rồi bà hát thì ghê lắm đó. Anh phải biết là theo truyền thuyết là khi bà mất giọng hát là bà câm. Ê, nhưng mà nhiều khi ban tổ chức biết mình nghĩ đây là nhân vật Nàng Tiên Cá sẽ hát hay cho nên là ban tổ chức sẽ không suy nghĩ đó. Sâu xa tới như vậy đâu. Không, nhiều khi mày hôn mình đó. Anh nói còn công bằng đi, để người ta nói hoài. Chưa biết. Tại vì cái giọng này hiện tại là mọi người sắp đặt rất là hay, là mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng và mặt người nào cũng nhìn rất dễ thương hết. Giang hình như là trước khi quay chương trình này là nó quay thời sự hay là cái gì, anh sẽ bên nó nghiêm túc cách lạ luôn. Thiệt mà, ngày hôm nay rất là khó khăn để lựa chọn. Em thấy cái phong cách giống như hồi nãy Thành nói là rất là trông rất là sành điệu. Nhưng mà thường giống như là những người tượng trưng cho sành điệu thì chắc là cũng có một cái gì đó gọi là thẩm mỹ. Mà thẩm mỹ thì chắc cũng có thẩm mỹ về giọng hát. Cảm ơn em. Tiếp, bạn số 7, người cuối cùng. Đây là nàng Lọ Lem. Bạn ấy là vận động viên cầu lông. Đẹp vậy. Trời ơi. Hát cái chữ gì nghe như chữ lớn tuổi vậy ta. Lớn tuổi. Nói về thể thao thì thôi. Sao Bình, em có nghiên cứu về cầu lông không? Đây có. Đây. Cầu lông có mấy cái thế đánh. Nghiên cứu luôn nha. Vận động viên cầu lông, người ta sẽ thường có những cái hành động, ví dụ như là đó.
em, nói đi, là sao? Đâu, hành động là được, là hiểu rồi đó. Cái ai chưa hiểu liên quan đến thể dục thể thao. Bình hồi xưa nó làm bên Olympic mà em. Trời ơi. Nói chung là vậy nè, nói chung là bạn này á không phải là vận động viên cầu lông đâu. Đó là vậy nè, khi người ta đi đến cầu lông người ta bung lên người ta dùng một chân trụ thôi. Đúng. Để lấy cái lực mà không bị mất trớn, còn này hai chân là mất nhịp. Đúng. Tại nói vậy đi. Tức là sau khi em cho rằng bạn ấy không phải là vận động viên đánh cầu lông thì hát được hay không? Cái đó thì Ủa Bình ơi, em là ca sĩ là nhạc sĩ, mời em tới để phân tích về âm nhạc chứ không phải mời em tới phân tích về thể thao. Vâng, em nói đi Vân. Em thấy sao? Cho đến giờ phút này thì em chưa có cái gì để mà nói được về bạn này. Sự thật là như vậy, cho nên mọi người đừng có mong chờ được một cái câu nói nào đó của em để chốt lại vấn đề. Xin lỗi mọi người vì em đã mong chờ ốc thanh dân. Em cảm nhận là cô này hát hay với cái cách đứng và cái góc mặt của cổ khi mà cô trình diễn trước ống kính là cổ sẽ là người hát không hay. Anh cũng có cảm giác giống vậy. Cái môi của cổ đã nói lên mọi điều. Cái môi đó là cái môi mà chơi son lì. Con gái chơi được son lì là cá tính. Trời ơi, bây giờ ai cũng đánh son lì hết á. Nhưng mà cá tính, cái đó là cách nhìn của đàn ông, người ta kệ người ta. Cái người phụ nữ mà thường á, gái á, mà bánh bèo á, bánh son bóng hả? Yeah, son bóng bóng. Bây giờ bà đã màu cam, là cái màu cam ruby, cam bưởi á, đậm hơn cái cam bình thường thì cá tính, đúng không? Cái mặt vừa rồi là cá tính, nhưng cái cách phát âm từ cái đôi môi màu cam đó là một khẩu hình. Tôi chưa thấy một ca sĩ nào hát cái gì nha. Như là thì không bao giờ ra được âm thanh hay. Em cũng có cảm giác bạn này hát không hay, chỉ là đoán thôi chứ cũng không có một cái gì để mà chắc chắn. Có thể là với cái khuôn miệng đó rất là khó để đóng âm thanh cho nó tròn trịa. Nhưng trường hợp ngược lại là bạn ấy hát quá hay. Mà còn hát theo cái kiểu Tây Tây nữa. Thì chương trình bắt em làm cái miệng xấu vô cho anh. Bây giờ chúng ta sẽ có một phút để bàn luận cùng với nhau. Sau đó sẽ chọn ra một người là hát không hay nha. Bắt đầu. Hết giờ. Mời đội của Trấn Thành trước. Dạ. Bên em thì có một sự chú ý nhẹ dành cho vị trí trung tâm đắc địa ở số 5. Số 5. Dạ, mặt bằng thoáng mát, rộng, nở hậu, có mặt tiền thông thoáng hai bên. Dạ, tụi em quyết định là thôi giải tỏa khu đó. Mấy bạn mà cứ làm vậy hoài là những người chơi sau này là người ta rất là ngại khi phải đứng vị trí đó đó. Dạ không có bị gì. Bây giờ là hát hay hay hát không hay gì mà cứ bị đưa vô vị trí đó là người ta sợ. Ý kiến này là ý kiến của Nón Bánh Tiêu. Sao Bánh Tiêu? Tại sao Bánh Tiêu lại chọn Bánh Tiêu? Vị trí này? Thì nãy giờ em nghe bạn đấy rõ nhất cho nên em chọn bạn đấy thôi. Như là cái bạn mà đứng bóng tiền đó phải không? Rồi, đó là số 5. Đội Trường Giang. Sai Bình, làm. Cho sai Bình làm. Chọn một số đó. Sai lầm nè, Bình nói sai, để nghe Bình nói đúng số nè. Số 5 là người ta hát hay. Số 1 là hay không hay. Vậy em chọn tên em đi, số 1. Sao, ý Vân sao? Riêng lần này, thôi anh với Bình quyết định dùng. Giái trời, số 1 hát hay, số 1 chậu giấy táo vô mặt. Nếu mà em có một sự lựa chọn thì em lại hơi nghĩ về bạn số 3. Đúng rồi. Vì cái đôi giày đó làm đúng cho rồi. Mình hơi... Trời ơi kìa, bạn cười mỉm. Đấy, lúc mà chị nói số 3 bạn cười mỉm. Chết với chị nha. Chết với chị gì? Đây nè, nói lại nè. Chết cha mình rồi. Cũng là cái cười mỉm mà cái tiếng lòng nó khác nhau thôi. À. Nhưng mà bây giờ Giang thì sao? Vân là muốn số 3, Bình muốn số 1. Không tin em đi, được trước đó em chọn toàn đúng không mà hai chị chọn sai đó. Thôi mấy bây giờ mình tin Bình một lần đi nha. Rồi, thử coi sao. Lần. Ha. Như vậy là Bình sẽ chọn nàng Bạch Tuyết số 1. Mời bạn đội Trấn Thành đã lựa chọn là bạn số 5 hát trước. Theo vị trí đắc địa thì số 5 là hát dở. Không hay. Em cũng nghĩ hát không hay. Em cũng nghĩ bạn này hát không hay. Mà bạn này á là một bạn hát hay. Thank you.
gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về anh. Nhiều khi mùa làm đôi cánh chim bay dọc trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Công chúa tóc mây. Trời ơi đẹp người như vậy. Người ta nói là hát được rồi. Hại đời con người ta mặc xinh như vậy, hát được như vậy. Nếu mà được vô vòng trong nữa nổi tiếng hơn. Bị cắt đường nổi tiếng của con người ta luôn. Mình đang chửi người yêu cũ mình đó. Ghi chọn mà. Ôi vậy ghi chọn mà. Chắc chắn là có một sự xúi dục nào đó đây. Thì em nói mà nãy em không có mắt kiến em nghe thôi. Mà nhiều khi nãy bạn tập thể dục xong bạn hát như vậy sao em biết được. Cho nên giờ em lấy mắt kiến xuống rồi nè. Người ta xinh như này, người ta mặc người này mặc này mặc ca sĩ rồi. Tại không vì sao? Hết. Xinh hơn Yến Nhi, Yến Nhi chặt liền. Cái đó sao? Anh nói Em giới thiệu về mình đi nào. À dạ, em tên là Dương Ánh Nga, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang theo học lớp đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp ạ. Ánh Nga đã bị Yến Nhi dụ dỗ. Em có điều gì muốn bào chữa cho mình hay không? Em không có điều gì bào chữa, tại vì mình đẹp nên mình phải chịu thôi. Mà còn có duyên nữa. Cái mục đích chính của mình đến đây á là được gặp anh Nghĩa. Tại vì anh Nghĩa là một cái người thần tượng quá là lớn của em. Trời, thì mình đi xem kịch ở Đi Cáp lúc nào mình cũng đợi hết kịch để mình đi lên mà mình ôm anh. Nhưng mà không được, tại vì các bạn chen nhiều quá, mình chen không có lại. Thì hôm nay là không ai phải chen nữa, cho nên là ưu tiên. Rồi thôi đây. Không ai chen. Rồi cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay dành cho anh Nga. Như vậy là đội của Trấn Thành, Yến Nhi, Thu Trang đã lựa chọn sai một lần rồi nha. Hy vọng là qua vòng 2, Nhi ơi sắm cặp mắt kiến đeo vô giùm anh. Bây giờ đội của Trường Giang, các bạn đã thống nhất chọn nàng Bạch Tuyết ở vị trí số 1. Thấy tay cầm trái táo không? Đó, nha. Chọn sai một cái là ăn cho hết trái táo đấy nghe Bình. Mời em. Đó, khả năng hát hay là cao. Nói chung là em không có cảm giác là bạn này hát không hay. Hay. Thế em nghĩ không quá. Em thấy thằng này thấy cái nó nãy nó kỳ kỳ á. Mềm lòng và yêu rất nhiều.
Yeah. Em đã từng chờ đợi anh đó bên cạnh em và hứa những câu chân thành. Hiểu hiểu. Em không hề bỏ rơi luôn bên em mọi nơi, những lúc nào tình cũng mới. Hiểu hiểu. Dù giận nhau nhưng làm lại rất mau. Dù một phút xa nhau là quá lâu. Rồi đêm qua em mơ mình có nhau, mặt trời trong tim em lại mỉm cười. Nghe không ra. Và bên em, nếu không phải là anh, thì em sẽ không thể tươi cười suốt như bây giờ. Và em biết đôi lúc sau này anh sẽ buồn vì em lỡ lời. Đó không phải là em người thương tốt thương. Và em cứ lo ngày nào đó anh rời em. Chờ đợi ai đó bên cạnh em và hứa những câu chân thành. Rap hả? Anh không hề bỏ rơi luôn bên em mọi nơi. Như lúc nào tình cũng mới. Dù giận nhau như làm lại rất mau. Dù một phút xa nhau là quá lâu. Rồi đêm qua anh mơ mình có nhau. Mặt trời trong tim em lại mỉm cười. Lên. Wow. Wow. Em ơi. Nam Bạch Tuyết. Xuất sắc em ơi. Nam Bạch Tuyết. Con bé nó hát cái bài của vợ tôi mà tôi nghe không ra. Ủa, luôn. Ủa, phải không? Bài của vợ em. Ồ, vậy hả? Trời ơi, em ơi, em xinh lắm luôn á. Em sáng sân khấu em có một cái nụ cười tỏa nắng. Đúng rồi. Thiệt. Cái câu này á, là cái câu đầu tiên mà tôi nghĩ là nó đúng. Là nụ cười ai đó có thể sưởi ấm trái tim mềm yếu. Là nụ cười em có thể sưởi ấm những trái tim mình yếu. Nhưng giọng hát thì không nha em nha. Xin dễ sợ luôn em ơi, em ở đâu, em tên gì? Dạ em tên là Hoài Phương ạ. Em ở thành phố Vũng Tàu. Em còn đi học hay đi làm rồi? Dạ em đang đi học. Học trường gì em? Dạ em học trường đại học Sài Gòn ạ. Học ngành gì? Dạ ngành luật. Học ngành luật. Ồ là hai cái cô nàng mình bị loại vòng một là đều là luật sư tương lai hết đó nha các bạn. Nhớ nha. Em đi cắt cái tóc này luôn đi, anh thấy tóc này hợp với em. Anh nói thiệt. Dạ em sẽ cắt, anh nói là em sẽ nghe. Trời ơi. Hồi nãy anh thấy là em hát mà em cứ nhìn Trấn Thành, em dành tất cả mọi cái cho Trấn Thành thôi. Dạ tại vì Trấn Thành là anh là thần tượng ruột của em. Dạ. Từ nhỏ là em đã thích Trấn Thành. Cho nên rồi. Em mới chọn bài hát của vợ Trấn Thành để hát đó hả? Đúng rồi. Ơi, Trấn Thành thần tượng ruột vậy còn ai là thần tượng không ruột em? Dạ anh Bình ạ. À? Là thần tượng dẻ đúng không? Bên đây thần tượng ruột, bên kia thần tượng dẻ. Vậy là hôm nay mình đến đây mình gặp được anh Trấn Thành là vui rồi phải không em ha? À, không, à mình hát cho anh nghe cái bài mà vợ anh hay hát mỗi ngày đó. Để anh tiện bề so sánh coi là ai hát hay hơn ai. Không đẹp gái lắm nha. Nói chung cắt tóc mày đẹp nè, chúc em thành công trong cuộc sống nha cưng nha. Thành công trong việc học của em nè ha. Là một luật sư giỏi trong tương lai. Quan trọng là khi có bạn trai nghe dặn một điều, đừng hát cho anh ấy nghe nha em nha. Đâu giờ nói câu gì cho anh Bình gọi là cắm đầu đi về luôn coi. Em cảm ơn anh Bình đã chọn em. Dạ em sẽ ghim. Tạm biệt em nha. Vậy là ở vòng 1 đội của Trịnh Tăng Bình đã lựa chọn chính xác người hát không ai. Chúc mừng. Tin tôi đi, tin tôi đi. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2, vòng siêu diễn. Dầu gạo Simply dưỡng chất vàng cho một trái tim khỏe. Được Hội Tim Mạch Việt Nam khuyên dùng. Vòng này thì các bạn sẽ diễn cho chúng ta xem bằng cách là nhép miệng một bài hát nào đó. Và chúng ta sẽ dựa trên cái phần trình diễn đó và đánh giá xem bạn ấy hát hay hoặc là hát không hay. Cũng sẽ cố gắng tìm ra cái người hát không hay các bạn nha. Xin mời bạn ở vị trí số 2. Em muốn hỏi anh rằng chúng ta
Sao các bạn? Còn nói gì nữa? Nói đi. Có thấy gì đâu nói. Bé kia trơn rồi. Thôi nhưng mà em nghĩ bà này hát hay á. Sai nữa. Thôi mình không dám nói nhiều, mình chỉ em nói nè. Sao Bình? Sao, mình phải nói sao đi. Sai em? Tại vì em đã nói quá nhiều mà có ai tin em đâu. Thì bây giờ không có vấn đề mà em tin. Em có dựa vào một cái cơ sở nào đó để đưa ra cái nhận xét được rồi không? Cơ sở đầu tiên về cái triết lý tự tin của Trấn Thành. Đúng không? Một người khi mà họ đã tự tin, tại sao đến vòng 2 này rồi thì họ phải cố gắng thể hiện là mình là người hát hay để họ được giữ lại sau chương trình để họ được thắng giải. Cái đó sai. Cái đó sai. Cái vấn đề họ biểu diễn để lừa mình chứ không phải là vào vòng trong. Lừa mình để làm gì? Lừa mình để chương trình vui. Kiểu gì họ không được lương. Sao hơi hoang mang vậy ta? Nhưng mà không sao. Mình phải tự tin lên với những cái suy nghĩ của mình. Bạn này đây là lỡ phóng lao rồi mà thấy bị ho lao á, anh hiểu không? Nên phải theo lao. Bạn này thì tôi nói là hát không hay đó. Được rồi, mình đừng muốn đào sâu thêm phân tích làm cái gì nữa, nhức đầu lắm. Bởi vì nó cũng chẳng đi tới đâu cả, đúng không? Hát rất hay. Cô này hát hay, rất nhẹ nhàng lắm. Sao Giang, em nói Very beautiful. Em nghĩ là cô này hát hay và cái giọng rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Với lại em nghĩ là cái bạn này cũng cái cành mi hát cái ấy. Người ta hát nhịp. Tự chủ. Cái đó là cái sự tự chủ của người ta là có thói quen hát. Nhìn làm sao mà ra không hát hay. Phân tích đi, phân tích giống nãy đó. Nhớ không? Không hề giống nãy đất địa gì đó, vị trí đất địa đó. Đất cái gì mà địa? Biết cái gì mà đất địa? Vô tại đi cái vòng một... đầu nó không có cái gì để mình dịnh vô hết. Còn vòng này đã thấy rõ ràng. Vô đi chơi có một game mà biết đâu là đất địa. Sao Yến Nhi? Bây giờ bạn ấy đứng gần em hơn rồi đó, em thấy rõ hơn chưa? Em thấy chắc. Em thấy như sao? Tại vì em thấy cầm micro. Chị Trang nói là cầm như thế này là giống như là không phải cái cách mà cái thói quen á. Không nhưng mà em thấy ca sĩ không ai không ai hát gì hết. Các bạn ơi, các bạn lầm tưởng rồi, người ta đang làm mọi cách để đánh lừa những khách mời chứ không phải là mục đích là đi vào bên trong. Ở đây bốn người diễn hài, người ta thấy là hát hay. Hai cái người ca sĩ chê người ta hát dở. Một là mình có năng khiếu về âm nhạc, hai là toàn hát nhép từ xưa tới giờ. Cô bé nè, cô bé hát nghe nè, nhìn mình nghe. Nhưng mà bạn ấy thực ra lại không feel quá nhiều như vậy. Trấn Thành ạ, không cho feel. Thì có thể là do bạn ấy, một giống như Trấn Thành, Thu Trang và anh Giang nói là bạn ấy hát rất là hay. Và cái việc mà nhép như thế này đối với bạn ấy cũng bình thường thôi. Đó là thói quen. Thì đó, không có cái gì phải nghiêm trọng hết. Nói chung là em gái tôi đó. Nhưng mà sao cũng không nên loại trừ cái giả thuyết là bạn ấy thật sự là hát không có xuất sắc như chúng ta nghĩ. Bé này là nó bên hàng xóm tôi biết mà. Mà ở đâu diễn đơn giản là do mình thấy bạn ấy đẹp, mình thấy bạn ấy quá điềm tĩnh, đâm ra là mình lại bị mặc định. Với lại do cái bài của Hương Tràm là cái bài quá hay, Hương Tràm hát quá hay nữa, cho nên mọi người bị đánh lừa. Bình, lát nữa mình chọn số 2 không? Hả? Lát nữa dòng này mình chọn để số 2. Để chút tôi coi mấy người này nữa chi. Ok. Trời ơi. Vậy thì mình cho qua, tạm thời là vậy. Số 3, mời em, nàng công chúa trong bộ phim Hoàng Tử Ếch. Vậy thôi, đòi hỏi chi nhiều. Bé đẹp à, ra đẹp. Là thấy đẹp à. Quá đẹp luôn. Không mà công nhận nếu mà nguyên cái dàn thí sinh lập hình nhóm nữ là đẹp đó, bảo đảm. Anh, sao cô bé bận cái đầm như cái bánh khọt vậy anh? Là trong phim một hình ta vẽ vậy đó. Trời đất ơi, tội nghiệp nhỏ ghê, đi đứng khó khăn à. Sao nè các bạn? Hay à. Hay à. Hay luôn á. Nhép hay là sẽ hát hay? Nhép hay hát hay luôn. Em thì thấy bạn này hát không hay lắm à. Tại sao? Tại vì thấy có vẻ cái nét căng thẳng ở trên cái mặt bạn đó. Cái sự thiếu tự tin á, hay cái miệng mình hay mím môi, liếm môi rồi vậy, như cái cho mình thấy được cái sự không tự tin lắm. Em thì thấy ngược lại. Cái sự căng thẳng. Là bạn này khi mà nhép là có những người, người ta hát, người ta hình thành thói quen, người ta xử lý nhạc, người ta sẽ không tách chữ mà người ta hát một hơi. Thế nhỉ? Ta da ta ti da da ta là có nén đi. Thì này thấy bạn nhép theo cái cách đó là cái thói quen hát của bạn. Như vậy là sao? Biệt hát. Còn Nhi em thấy sao? Em thấy hát hay á.
Tại vì em bắt kiến rồi. Không phải, tại vì em thấy đúng là nhép. Tại vì người ta không phải ai cũng có thể nhép được giống như ca sĩ ở trong bài. Có diễn nhưng mà cũng sẽ có một cái gì đó nó ấy. Nhưng mà em cảm thấy là bạn này... Cái đó sai nha Nhi nha. Nhi có coi những cái clip nhép của Thu Trang chưa? Nó, ủa, thì biết đâu bạn này là diễn viên, đẹp gái như vậy không làm diễn viên làm gì? Cô này cũng khó ha, cô này khó đoán ghê luôn á. Quá đơn giản để đoán. Quá đơn giản là đó, sao? Đây đây, nghe triết gia nói. Nè, Mr. Everything. Yeah, cái gì nó không biết hết á. Tân Bình là cái gì nó cũng biết nhưng mà vào chi tiết nó không biết gì. Nếu mà xét theo về cái vấn đề mà loại trừ á, là hồi nãy giờ mình đã có một bạn xinh hát được nè. Bạn thứ hai là bạn hát không được, cũng xinh. Bạn thứ ba là em đánh giá là cũng xinh nhưng mà hát không được. Thì bạn thứ tư đúng ra sẽ là bạn hát không được, hát được đúng không? Sao em qua tập linh luôn vậy? Giống như là bây giờ đó, yêu không yêu, yêu không yêu, yêu không yêu vậy đó. Thì bây giờ là cái đánh đúng ra là hát hay không hay. Hay thì bây giờ phải là không hay đúng không? Không hay. À rồi đó, theo Bình là vậy nha, bỏ qua cho lẹ. Vâng, nói đi em. Vâng, lại nghĩ là bạn này chắc hát hay ạ. Lúc đầu á thì mình suy nghĩ là bạn ấy hát không hay, nhưng mà sau cái phần nhép vừa rồi thì mình phải lật ngược cái suy nghĩ lại. Và nãy giờ tất cả những gì mà chúng ta nói ở đây, bạn ấy đều lắng nghe và biểu cảm mọi thứ trên gương mặt của bạn ấy luôn. Ở trường hợp này có thể là có hai phương án. Một là do bạn ấy quá yếu tâm lý, bạn ấy không giữ được bình tĩnh và không thể giữ được một nét mặt từ đầu đến cuối. Hai là bạn ấy kiểm soát mọi thứ quá tốt cho nên là kệ không thì sao đó. Cứ phản ứng với mọi thứ đi. Nghe như Trang là Trang nghĩ cái trường hợp một nó nhiều hơn á. Trường hợp một nhiều hơn, tại lên tới đây hồi nãy mình thấy đó, bạn ấy đang nhìn Trang kìa. Đúng rồi, gương mặt bạn ấy khác rồi đó. Mà cái vấn đề kiểm soát tốt hay không tốt không dính dáng tới chuyện hát hay và không hay. Không biết là kiểm soát tốt hay không, nhưng tôi biết cái bài này bao nhiêu chuyện lắm. Ai nói cái gì mà cũng ghé cái đầu mà ra mà coi. Mà bạn này đâu đó là cũng có từng lên sân khấu, cũng biết biểu diễn và cũng biết kiểm soát mọi thứ đó. Thấy chưa, mọi người đã bị mình đánh lừa rồi. Hãy nhớ lại đi, hãy lùng soát lại ký ức của mình đi. Từ vòng 1 mình đã nói số 3 là hát hay. Nhớ cái cảnh mà chết với chị nghe chưa, nhớ không? Nãy giờ mình giả bộ, mình nói là hát không hay thôi. Sao ký ức của bạn như tội phạm, như phải lục soát mới được vậy? Lục tìm em, tôi có sang. Tìm lục lại, lục lội lại đi. Thôi được rồi, mình tạm thời mình để cái cô này lại đây đi nha. Mình đến tiếp với cái cô nàng Jasmine. Mời em. Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi. Rồi, có kết quả rồi. Trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Cảm ơn em. Cái chương trình tìm đâu mấy nhỏ em gái xuất sắc, ai cũng đẹp hết, nhép siêu đẳng. Bạn này hát không hay. Sao vậy Giang? Tại vì theo em nghĩ cảm giác của em là khi mà biểu diễn là mình hát hay á, và ba tổ chức là em cứ lên diễn bình thường thôi thì cổ sẽ diễn một cách bình thường, tại vì không được hát ra cái giọng mà không có voice. Nhưng mà cô này là biểu diễn theo kiểu là đang có voice rất là tốt, về cái góc mặt, về tất cả mọi thứ, thì chứng tỏ rằng cô ấy đang cố diễn cái điều đó và cô ấy là người hát không hay. Tôi nghĩ là cái tư thế mà lỏng lẻo của bạn ấy khi mà đứng ở trên sân khấu đã tố cáo rằng là bạn ấy không phải là một người hát hay. Chúng ta lại nhìn giống nhau. Tất cả là do bạn ấy không thể thể hiện rằng bạn ấy không phải là người hát hay. Tại vì bạn ấy không thể hiện được cái điều đó. Rõ ràng không hay thì bạn ấy là không hay. Bạn không cố tình tạo ra được cái điều che mắt được. Nói chung là bạn ấy không biết diễn. Nói thẳng ra là hai chữ: vụng về. Em cũng có cảm giác như vậy. Không hay. Hãy nghe nhà triết học gia nói. Với gương mặt này, vóc dáng này mà bạn ấy hát hay nữa thì bây giờ bạn ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Tại sao bây giờ bạn ấy vẫn ở đây trong chương trình Giọng Ải Giọng Ái? Chưa thuyết phục đúng không? Ủa, nổi tiếng là
Ủa hát hay là đẹp là nổi tiếng sao? Mỗi người có một cái duyên số khác nhau. Em biết ở ngoài xã hội mình có bao nhiêu người hát rất hay, đẹp hơn em gấp trăm lần, họ không nổi tiếng. Bởi vì cái duyên số họ không được nổi tiếng. Còn em mặc dù em nổi tiếng. Ờ thôi bỏ. Yến Nhi em thấy sao? Dạ em thấy bạn này hát không hay. Không hay à? Tại vì thì giống như Thành nói đó. Thành nói hết rồi, nhưng đâu biết nói gì nữa đâu. Nhỏ hiền quá trời, xưa chắc bị ăn hiếp lắm thiệt á. Nhỏ nhìn hiền như cũng nai tơ. Trời ơi. Là sao phản ứng như vậy? Phản ứng á, thái độ á. Sao, sao có nụ cười như là sao? Mà anh vậy nè, khinh bị. Rồi mà khinh bỉ ra mặt. Cái kiểu như Thành đã lầm rồi, Thành sai rồi. Đúng không? Không phải, đang ngồi nghĩ một cái gì đó thôi. Thất vọng quá đúng không? Thật sự thất vọng. Chúng ta đi đến bạn số 6. Tôi mà là Yến Nhi rồi tôi bỏ về tôi không chơi nữa. Trời ơi Thành ơi, em ơi, em đừng có xoáy sâu vào cái vết thương lòng của người ta nữa Thành. Thiệt ơi. Tôi bị Yến Nhi tôi lấy cái bút tháng vô mặt. Thôi được rồi, bây giờ hãy gặp gỡ với cái nàng tiên cá đi nha. Để coi nàng ấy trình diễn ra làm sao. Cảm ơn nàng tiên cá, mời em về biển, đúng là hát nhép. Hồi nãy em thấy là bạn nếu mà đúng âm thanh nha, nếu mà đúng âm thanh ngoài đời á. Tuổi nào yên số, buồn áo gầy vai. Đó là phải vậy đó, đổ hộp vậy đó. Nó vai. Mà tại sao cô này cũng có một cái cách nhép thờ ơ bàng quang vậy ta? Mà nó rung, lúc nào nó cũng rung cái chữ cuối. Một là do thói quen hát. Không, cổ đang biểu diễn á. Hai là biểu diễn. Nhưng mà không biết cổ biểu diễn về chắc có giấu. Lẽ là đó, chương trình kêu giấu đi đấy em ơi. Hay là nãy giờ bà đứng đây cái máy lạnh đổ vô đầu bà lạnh quá bà rung. Nghĩa là đúng là cái chuyện nhép theo đúng chữ thì rất là đơn giản cho tất cả mọi người trên thế giới luôn. Bởi vì tập là được thôi. Nhưng mà cố tình, không lẽ cố tình để micro lên sau để cho mà trễ luôn hả? Tại vì cái này là không canh được cái nhịp. Đã lẽ cô này đó hát là một hay. Chi tiết nữa, đó là cái mặt nạ. Nếu mà một người yêu thích hát và đâu đó đã từng hát rồi thì người ta sẽ kiểm soát mọi thứ, cầm trên tay là phải biết nó làm cái gì. Còn nếu mà đặt cái mặt nạ mà nó không hề có tác dụng che mặt, nó là thẳng qua một bên như thế này. Tại do thế thì để làm sai, gì? Sai tay. Không, như ông nói đúng, đó là sự kiểm soát cơ thể. Kiểm soát được cơ thể nhưng mà kiểm soát được giọng hát chứ. Tất cả mọi cái mình thấy cô này là một cái sự lỏng lẻo. Không phải lỏng lẻo mà đây là một cái sự cố tình hời hợt luôn. Cố tình à? Anh lại nghĩ là không cố tình đâu. Không một, phải cố tình đúng không? Nó có hai trường hợp. Một là cố tình hời hợt và diễn rất giỏi. Hai, bả làng vậy đó. Chắc bả làng vậy. Chắc bả rồi Thành ơi, chắc bả đó. Giống này không lẽ giống như thần chú của chúng ta nói. Nó đó. Thôi mình đi tiếp. Bạn gái số 7 đang rất là nóng lòng trình diễn cho chúng ta xem. Mời em nhé, nàng Lọ Lem. Giờ thấy mình bà Lọ Lem này là bà nhép nhiệt tình có tâm nhất. Cảm ơn em. Nàng Lọ Lem xinh đẹp. Cô này hát không hay. Đâu có, nhiều khi á mình thấy hiểu cá tính vậy nè. Là hồi nãy mình nói cô thì cá tính mà đúng không? Xuân lị mà. Quấn màu cam cam tươi cam chói mà. Nhiều khi cái tay chân người ta giống chị Phương Thanh á. Cái tay chỉ cầm phải không?
Giá từ dĩ vãng, đúng không? Cái tư thế cũng rất là lạ, nhưng ta hát hay. À, nó ngộ cái đó. Có những cái người hát giống như, anh nói thẳng luôn, giờ danh ca Tuấn Ngọc đi, nó có nhiều cái con người, cái động tác của người ta nó không liên quan đến giọng hát. Nhưng mà cái bạn này tôi nhìn giống Trường Giang, ba hát dở. Vậy là đồng ý kiến với Trường Giang đúng không? Dạ. Hát dở luôn. Có vài chữ vô tình bạn ấy phát hiện. Hôm nay sao tôi có đơn quá, nỗi đau dây tình hay sao, lang thang đi dọc nhân gian. Gì vậy? Sao có một cái sự mà tự nhiên đến mức tự tin và không có tự chủ như vậy hả Bình? Em không tin vào những gì mình đang thấy luôn anh. Em như một cái cây chổi lao rồi nó tới nó lao kiến á. Vậy cái áo tôi mua mấy trăm euro mà nó lỡ mà nó... cái gương mặt thờ ơ nó không quan tâm tới những gì em nói nãy giờ luôn á Thành. Nó lỡ nó lao rồi nó đi về rồi không một tiếng cảm ơn gì luôn á. Anh tin không anh Nghĩa thiệt á? Ý Nhi em nói gì đi Nhi? Thôi sao em yêu được một người như vậy hả Nhi? Ai cũng có lỗi lầm mà, thôi không sao đâu Nhi. Sao giờ thấy sao, thấy cô số 7 này sao? Hết biết rồi. Trời đất ơi, hai đứa yêu nhau đúng rồi. Bây giờ nè, lau mắt kiến xong rồi nói đi. Em nghĩ để cho mọi người lên ý kiến trước đi rồi. Ý kiến mọi của em sẽ rồi. Là quyết định. Nó nguy hiểm lắm, nó là phải sao cùng. Nói hết đi, nó nguy hiểm lắm. Ơn nói giùm anh đi Dân ơi, để anh mời Bình nó sao nha. Mình nghĩ là không có cơ sở để mà không thể nào không khẳng định rằng là cô này không phải là một người hát không hay. Trời ơi, nhức đầu thiệt quá. Hiểu không? Không, không, không. Không hiểu. Thôi chọn đi, nhức đầu quá. Thiệt cái chọn luôn đi nha. Thôi, bây giờ mình hỏi ý với nhau đi. Tại vì thay vì mình mời từng người mà nó làm cho mình rối não như vậy, họp họp với nhau riêng đi. Rồi sau đó cho tôi biết người nào mà các bạn chọn là hát không hay. Bắt đầu. Hết giờ. Mời đội của Trường Giang trước. Đã có một lựa chọn đó là cô bé số 4. Nhưng mà Bình thì nói là Bình nói là Bình muốn chọn một người hát hay. Là sao? Bình nói em thích phá chơi vậy đó. Anh đôi khi mình đâu cần phải đâm nhau giữa sân khấu lớn vậy đó. Đâu, tại vì Bình muốn hát với người hát không hay. Chọn những người hát hay để gì? Để lát Bình hát với người hát không hay, để cho người ta thấy là giọng Bình hay. Thì ra có một cái thanh đen là như vậy. Cái đồ đen tối nằm ở cái chỗ này. Em đã nói như thế nào? Em đã nói như thế nào? Đây là Mr. Everything. Everything đã được sắp đặt. Tôi không ngờ thì ra người đẹp bị người ta ghét nhiều đến như vậy. Anh thì không ngờ người đã không đẹp mà còn thủ đoạn nữa. Hay quá kìa. Hay quá kìa. Trời ơi, thiệt á, chưa bao giờ mà tụi tâm đắc cái câu nào như câu này từ nãy tới giờ. Không mấy giờ thôi mình lên mình đứng chung đội mấy bạn đó trên luôn chứ ngồi đây không được. Bây giờ chọn đi, đội Trường Giang số mấy? Số 4. Tôi giận quá, chọn số 4 của tôi à. Bên này tôi chọn số 4. Tôi buồn quá, số 4 là của tôi á. Bây giờ vậy nè, tụi tôi là phải bảo vệ cho cái bạn số 4. Đây tụi tôi là một lòng hướng về bạn ấy. Còn bây giờ chỉ có cái bạn số 6 là nãy giờ bà làm hời hợt, bà làm kiếm chuyện nhất. Bây giờ phải bắt bả đền tội. Không, nhưng mà Vân đang nghĩ là thay vì số 6 á, thì 2 hoặc 3 thấy 2, khả thi hơn. Có khả thi hơn là số 6 á nha. Không, 2, 3 tôi đã khẳng định là hát hay. Giờ thống nhất thôi. Nhi em thấy số mấy? Đó là anh nha. Bây giờ em là người chơi, em đưa quyền quyết định. Nói. Mời em nói. Thành là muốn chọn số 6, em là muốn số mấy? 2 đi. Trời ơi, em gái tôi. Trời ơi, số 2 hay đó. Khoan, xí lại. Hai mấy bây giờ nè, Trang chọn trước đi ha, sau đó là Nhi sẽ có cái cơ sở giữa Thành và Trang thì Nhi muốn Trang theo ai? Trang thấy sao? Trang chọn số 2. Trang chọn số 2. Còn nói gì nữa, hai người phụ nữ chọn số 2 rồi. Vậy là chúng ta sẽ chọn số 2. Vậy thì bây giờ mời nàng Jasmine. Đó, nó liền luôn. Nó liền luôn rồi. Nó giận, nó nói trong lòng đó là chọn tôi đi vậy hai con bánh bèo. Có giận ráng kiềm chế chút xíu nghe em. Rồi một lát nữa mình có thể mình cầm cái cành hoa hồng đó mình chọi cái người nào mà mình không thích. Còn bây giờ mời nàng Jasmine số 4 hát trước. Xem em nay hả?
lỏng lẻo của bạn ấy khi mà đứng ở trên sân khấu đã tố cáo rằng là bạn ấy không phải là một người hát hay. Không thể thể hiện rằng bạn ấy không phải là người hát hay. Không hay. Dạ em thấy bạn này hát không hay. Người đây đây ngoài phố thì đường sáng tắt đèn xong. Người đây đây ngoài phố thì đường sáng tắt đèn xong. Người đây đây ngoài phố thì đường sáng tắt đèn xong. Người đây đây ngoài phố bóng xa xưa mịt mờ. Thành ghế đã chịu công viên ngày xưa. Ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Em gái ơi, em đi ra ngoài phố á mà em hát vậy là người ta bắt đó nha. Người ta nhốt lại, người ta không cho đi nữa đó. Em ơi, em đẹp lắm luôn thiệt á. Em bước ra một cái gương mặt lạnh lùng, kiêu sa lắm. Và mọi người vẫn cứ hoài nghi không biết rằng em hát hay không hay. Cho đến khi em thật sự em cất giọng lên. Nãy anh Nghĩa đứng đây nói, em nghe mà Nghĩa nói ca sĩ phòng trà đó. Ừ, tại vì cái mặt sang lắm, sang chảnh lắm. Nhưng mà khi hát lên là nó hết luôn đó. Em ơi, công nhận em đẹp thiệt luôn. Đẹp. Da rất là trắng. Và quan trọng là bụng sát luôn, có tập thể dục không? Thiệt á hả? Trời ơi, cái này trời cho luôn hả? Dạ, em đẹp sẵn. Đẹp sẵn. Còn trẻ mà. Quá, còn quá trẻ. Bao nhiêu tuổi rồi, bạn tên gì? Dạ, em tên Trần Thị Kim Phúc, 27 tuổi ạ. Trẻ luôn à. Em, công việc em là gì? Công việc của em là kinh doanh gặp đá. Là vật liệu xây dựng đó anh. Chà, không, anh nghĩ là phù hợp. Anh nghĩ là phù hợp đúng không? Thì nhiều khi mình nói cái xong mình thấy muốn u đầu, đau, đau. Tự nhiên nói đây ai cũng muốn nhục nhục. Dạ, em kinh doanh vật liệu xây dựng thiệt ạ. Là kinh doanh với gia đình đúng không? Dạ, của gia đình. Anh biết mà. Giống như là nhiều khi đăng lên mạng, kia hát chơi nghe xong bị chòi đá nó đầy rồi mang đi bán. Em ơi, trời đã ban cho em một sắc đẹp, trời lại còn thương em hơn, ban cho em một làn da rất trắng. Trời lại ưu ái cho em nữa, cho em body chuẩn luôn. Sao anh lại chọn em? Đây, đây, em ơi, cái gì nó ra cái đó. Đây, cái gia đình của người ta bóc em ra, khổ thiệt là khổ. Tại vì tụi anh biết, ẩn sau bên trong sắc đẹp và cái vóc dáng chuẩn như vậy thì phải có một gì đó sai trái. Đó thì nãy y chang cái điều tôi nói. Hồi nãy tôi nói y chang như vậy thì mấy người này lại phản bác, lại ném đá tôi. Biết tại bây sao giờ không? Tại thái độ thấy ghét á. Nói ra chi cho ta chọi thêm lần nữa vậy. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay nha. Chúc em kinh doanh phát đạt. Bữa nay chương trình nó làm như
lễ hội sắc đẹp hay sao chọn gái đẹp không vậy? Thì đó, bởi vậy mới nói biết tuyển đâu nguyên vàng bảy nhỏ gái đẹp xinh, nào cũng trắng mâm hết hồn luôn đó. Trắng bâm. Đúng rồi, trắng bâm. Bé số 2 kìa, liền bông hồng xong rồi. Em ơi, bây giờ em ra đem trút giận đi em nha. Hãy trút giận vào âm nhạc đi em. Bán cái mặt nạ cho người nào chọn mình. Mời em. Này, chết cha rồi, chị đường. 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 Rồi đây là đi rồi. Đi rồi, bánh rồi. Đừng nha em, anh thích lắm nha em. Không, nhưng mà em nghĩ bà này hát hay á. Em nghĩ là cô này hát hay và cái giọng rất là nhẹ nhàng và truyền cảm. Bài này tôi nói là hát không hay đó. Ở đây bốn người diễn hài, người ta thấy là hát hay. Hai cái người ca sĩ chê ta hát dở. Một là mình có năng khiếu về âm nhạc, hai là toàn hát nhép từ xưa tới giờ. Bài mà anh thích nữa, bài Chờ Người. Trời ơi, tại sao như vậy mà tại sao vậy? Ai chọn vậy? Không biết con gái người ta như con búp bê. Thương lắm nhưng mà em mới một cái lời khuyên thôi, hiểu em, không? Đôi em, khi là em. Tát liền nhiên, tát liền nhiên. Em tát liền nhiên. Cái tai thuận đó, cái tai thuận đó. Đừng có bất quá tam, mình lần hai lần sai rồi thì mình còn. Bây giờ mình thắng thua gì thì hai vòng này nháp em bỏ mà đâu có tính đâu. Ừ. Đúng rồi, vòng cuối mới quan trọng. Ừ. Cái mặt người ta như vậy đó. Sao? Đẹp gái như vậy. Mình ơi, hát mình đàn ông con trai á, mình đừng có sọc qua nhà của phụ nữ mà mình ngồi mình nói chuyện gì rất sao bất lịch sự. Không sao cả, mình vẫn ủng hộ là hy vọng là lần sau là Nhi sẽ thắng. Trời, Nhi nó dạng như đó. Không phải sợ là lịch sự chứ còn cái cảm giác của Nhi là thành làm thành nè. Trời Nhi, trời gớm quá gớm. Dạ như là gớm luôn á. Cảm giác đuổi luôn mà cứ sát
vô. Nhi là hiện nay nó đang mang cái tâm lý kỳ thị cái gì vậy? Thôi, dịch bệnh đi. Đó là vẫn ngồi lì kìa đó chưa? Người ta vẫn kiên quyết ra mà. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi tưởng mà không có những lời thoại á, là lồng tiếng. Hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách móc tình ngon chiều. Dạ dạ, tốt lắm. Trời ơi, mình ơi, chết rồi. Công chúa ngủ trong rừng, người ta xinh xắn quá. Nhưng mà bây giờ phải chia tay công chúa ngủ trong rừng rồi đây nè, các bạn nói gì đi. Nó về nó ngủ bây giờ đó. Em giới thiệu về em đi em. Em gái tôi đó. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Thu Lương. Thu Lương em? Dạ. Hả? Không phải Phát Lương, dạ Thu Lương. Thu Lương. Thu Lương, Thu Lương. Rồi, dạ, anh đó là lý do quá. Tại vì bây giờ em vẫn ế. Dạ. Bạn trai nghe tên em là sợ. Sợ bị lấy tiền đó không dạ, em? Dạ, cưới về là nghe tên em nhiêu tuổi rồi mà sợ ế? Dạ, em 21 tuổi. 21 tuổi mà ế cái gì em nó ơi? Nó liền cái bông luôn á. Em quê miền Trung hả? Dạ, em quê Bình Định. Em, công việc của em nay là gì? Dạ, em nay là sinh viên năm cuối ạ. Trường gì em? Dạ, trường Đại học Văn Lang. Trường Đại học Văn Lang. Ở trong trường có tham gia văn nghệ hát nhiều không? Dạ không, mà tại vì lịch học trường em khá dày á. Vậy thì cái động lực nào mà đưa em đến chương trình này? Nhưng mà em vẫn có đam mê ca hát. Công việc phụ của em vẫn là giao lưu mấy bạn trên trực tuyến á, vẫn là ca hát. À. Dạ. Vậy là giống như mình livestream rồi hát cho mọi người nghe đó. Bởi vì nguyên cái chương trình này chỉ có những người hát hay mới nhận ra nhau thôi. Em nhớ lại đi, chỉ những người khác, những người khác mới là chọn em hát dở thôi. Anh là chọn hát hay từ đầu. Hồi nãy tôi nhớ là nó phân tích số 2 là dở. Đúng. Thật sự là cũng phải xin lỗi em Thu Lương. Tại vì hồi nãy bên đội của anh Trấn Thành lúc đầu là không có chọn số 2. Chị có can thiệp vào. Chị cũng đánh. Chị không phải là can thiệp, mà chị ủng hộ mạnh mẽ. Không phải, tại hồi nãy là biết bé hát chờ người. Mà mê bà chờ người muốn nghe. Bà đừng có xạo. Thiệt. Bà là cái người chốt số 2 đó. Chứ mà hồi nãy thằng bé được vô vòng trong, nó không hát được bài chờ người. Bé tập bài lâu rồi. Dạ em không sao, chị Ốc không cần xin lỗi. Tại vì người ta cũng có nói câu là hồng nhan bạc phận mà. Thấy nên... thường chưa, muốn khóc em viên nhỏ luôn vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Nó nói như tát vô mặt tôi vậy em trời. Em ơi, hồng nhan bạc phận của em thôi. Cảm ơn em, về quánh má hồng nên đi cho đậm. Tạm biệt em gái đây nha, Thu Lương. Như ơi, anh không biết cái phong thủy sao á. Chứ bình thường đội Trấn Thành chọn đúng nhiều lắm, sáng suốt lắm. Con bé nhường nó hai lần nó chọn cặp. Không sao em. Lần thứ ba em để. Hồi nãy đúng là em chọn số 4. Lần thứ ba hay để xin. Không biết số nào nữa. Lần thứ ba hay để xin. Xin đã đẩy. Xin đã đẩy cho bà số 6 là đậm đà bản sắc rồi. Đừng có nói trước Thành mất công bên kia người ta chọn trước mình. Ok. I keep it for the last, okay. Ok. I don't like Mr. Everything. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, vòng lộ diện. Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng ta đang ở vòng 3, vòng lộ diện. Bây giờ thì mình nhìn rõ được gương mặt của các bạn ấy rồi. Vẫn là ba nhan sắc. Ba cô gái rất xinh đẹp. Và trước khi chúng ta lựa chọn xem người nào trong số 3 người này là người hát hay, thì chúng ta sẽ xem họ trình diễn một cái tài lẻ của mình cái đã nha. Đầu tiên là mời em số 3. Sáng luôn nè nha. Có nhiều đó tới sáng luôn nè. Cảm ơn em. Đó, giống như dằn mặt anh Thành vậy. Thăng 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 thăng. Nè, về học lự đi nghe. Mới học thì đương nhiên nhìn là biết rồi. Chưa có diễn. Cảm ơn em, trời thương quá. Mới làm bộ móng xong đó mà khều khều này. Tóc móng hết. Tóc móng nhỏ trơn, tối nhỏ đi làm nail nữa mệt. Đó là bạn ở vị trí số 3. Tiếp theo, cái cô nàng mà nãy nhếch miệng hời hợt nè. Bây giờ mình coi cô thể hiện tài lẻ gì đây. Mời em, số 6. Catwalk. Catwalk. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Thank you.
Ủa anh, cái tài của ba tài đạp đầm hả? Không phải, đó là cái tài khi đi với một cái bộ đầm như cái mùng như vậy mà vẫn không dấp té, vậy là hay quá rồi các bạn ạ. Cuối cùng, cô nàng Quánh Son Ly, nàng Lọ Lem số 7, mời em. Vẫn giữ đúng phong độ như vòng 2. Hiệu quả như thế nào tôi chưa bàn tới, nhưng mà vẫn thích cái sự nhiệt tình của cô nàng này. Mời ba em gái đến đây với anh. Bây giờ chúng ta sẽ có một phút nha. Bắt đầu. Chọn ra một người mà các bạn nghĩ rằng hát hay nha. Số 3, số 6 hay là số 7? Gì? Bình tĩnh. Giơ tay trước. Bình tĩnh đi Bình. Giơ tay trước, chúc được trước. Hết giờ. Anh, sao rồi? Người ta vẫn muốn chọn trước trong khi bạn gái người ta ngồi bên này. Thì cái đàn ông ga lăng là vậy đó. Sai, em tự nhiên nói mà em giơ tay trước. Em để em có ý kiến trước thôi. Ý kiến gì? Em muốn nhường cho bên kia chọn trước. Thiệt mà. Mọi người ở đây, bao nhiêu con người, bao nhiêu cặp mắt ở đây làm chứng. Không, Bình. Em giơ tay là em nói em có ý kiến, em Bình muốn nói. Cái chuyện vậy mà con cũng làm được hả Bình? Sao? Một cái chuyện bỉ ổi như vậy mình cũng có thể nghĩ ra được hả? Đâu có, mình nói thiệt mà. Tại sao mai tin tôi vậy em trời ơi? Em như cô bé miếng bánh tráng vậy đó. Không hề. Em lật mặt liên tục. Mình định là nói là nhường cho bên kia trước. Hôm nay mới nhìn được bộ mặt thật của Trịnh Thăng Bình á. Yến Nhi đứng dậy, dõng dạc nói với bên kia rằng tôi không cần. Không mấy giờ thành. Trang, hai đứa sóc nách tới lên đi. Ủa, nó cam chịu thiệt. Bé thì nó hiền, nó cam chịu. Khi Bình đối xử như vậy, sau bao nhiêu năm tháng bây giờ đã ra đi rồi vẫn đối xử như vậy mà người ta vẫn dạ thôi. Thôi bây giờ anh vẫn mời Như, Như chọn trước đi em. Thành. Hay là em nghe lời Trấn Thành, Trấn Thành sẽ chọn thay cho em vậy. Sau ba vòng. Tôi nhận mới có hai vòng thôi. Sau hai vòng, tôi nhận thấy khả năng nhận diện người hát hay của đồng đội tôi, ca sĩ Nhi, cựu bạn gái của nam ca sĩ, cựu bạn gái của nam ca sĩ và triết học gia Bình Thăng Trình là rất tệ. Khả năng nhận diện là rất tệ, đã sai hầu như là hoàn toàn. Dạ, hoàn toàn thưa quý vị, đó là một sự hoàn toàn. Tôi tha thiết thành khẩn kính mong nữ ca sĩ Yến Nhi sẽ suy xét lại ý kiến của tôi trong vòng thứ ba này. Tôi một lòng nắm tay nghệ sĩ Thu Trang, người đã lập gia đình với một người đàn ông không hề nhiều tóc. Có nên rút cái tay này ra không? Không. Một người phụ nữ đang sở hữu một số nhà hàng đáng kể. Hướng lòng mình về tập trung cho cái nồi bánh khọt. Đó là lời đề nghị của tôi. Không biết là cựu bạn gái của nam triết thiền gia Bình Thăng Trình sẽ nghĩ sao? Thì em cũng chọn số 3 mà. Trời đất ơi, sao bà không suy nghĩ gì đâu nhỉ? Bà không suy nghĩ, bà không phân tích gì luôn. Thiệt á, em nhợt như cái màu áo của em vậy đó. Trời ơi. Em nhớ là lúc nãy là anh nó chọn em rồi, từ đầu rồi. Đó là Bình chọn đúng không? Nhưng bây giờ Giang với Vân chọn ai? Nếu như hai người này chọn khác là... Theo em thì em chọn số 7. Giang chọn số 7, bạn này. Vân. Vân nghĩ là Vân hướng về số 3 nhiều hơn. Anh nói cho em nghe, nếu anh Bình chọn em, hãy vì anh hôm nay anh nhờ em một chuyện. Hãy giúp anh đưa đồng đội anh đến với em một cách gần nhất. Để hiền triết gia phải tự chọn một trong hai cô này lại. Em ơi, phải cho người ta cái cơ hội. Đôi khi chúng ta đừng nhìn những gì mà chúng ta đang thấy, chúng ta đang nghe, mà hãy cảm nhận. Bây giờ em nó giơ tay có ý kiến. Mời hai em. Cảm nhận, hai cảm nhận. Nhưng mà em thích anh Trường Giang à. Anh Trường Giang là người đàn ông duy nhất trong khán phòng này để ý tới tụi em mà cái đầm này rất là nặng, rất là quan tâm. Trời đất ơi. Cảm ơn em nhiều. Như vậy sự lựa chọn của em sẽ dành cho Trịnh Thăng Bình.
Cô đã chọn đúng đội rồi. Cảm ơn Giang. Bình à, em phải cảm ơn Giang nha. Đúng rồi, cảm ơn vì Giang. Cái sự quan tâm rất là tinh tế của Giang dành cho các cô gái xinh đẹp ở đây. Thôi thì chúng ta đã lỡ bước xa cơ. Thì Nhi hãy lựa chọn lại hai cô gái còn lại. Tại đó là cái sự gì, bắt cái buộc. Cái gì mà khó cũng quá. Bây giờ tôi hỏi nè, 50 triệu thì thắng ai hưởng? Chịu trách nhiệm cho tiền bạc của mình đi. Vậy giữa số 6 và số 7 Nhi chọn ai? Lady hời hợt hay là Miss Xịt Son Ca? Là lem ha. Chỉ nàng là lem. À lem. Lèm mà kha, anh gì mà lèm mà sòng ca nè. Thành với Trang thế nào, đồng ý không? Dạ, dạ. Hoàn toàn. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Yến Nhi. Chúc mừng đang là lèm. Và mời luôn công chúa của Hoàng Tử Ếch, hai bạn vào trong chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Bây giờ còn lại trên sân khấu của chúng ta là nàng tiên cá. Khi mà bạn ấy diễn thật sự với giọng hát của mình, để coi có bạn ấy còn hời hợt nữa hay không. Mời em nha. Cả mọi cái mình thấy cô này là một cái sự lỏng lẻo. Thấy make up rồi cũng son lợt, son đậm, môi thủy tiên nữa. Chả lẽ cô này hát hay. Cái xác suất hát hay rất là cao. Giờ cười được chưa? Chưa bao giờ mà tôi thấy cái người nào mà hát mà tôi lo như cô bé này. Không, thương em, anh chết. Sợ em bé nó đang hát mà nó khóc á. Nó khóc thiệt. Trời ơi thiệt á. Thôi Giang, em tắt lên không? Dạ có. Thấy chưa, biết ngay mà. Thường thường á là ở chương trình này là tìm ra hai, một là hát hay, hai là hát dở. Thì hát hay tôi rất là thích. Và hát dở anh cũng thích luôn. Bởi vì người ta can đảm người ta lên đây. Mà em hát rồi anh không dám cười luôn. Tôi sợ bé này đang chất chứa cái gì. Sợ tổn thương em. Anh bắt đầu ngồi suy nghĩ, chắc do đầm nóng, do tóc rối hay là do công tắc len, không dám nhúc nhích. Chắc là em cũng mệt vì nãy giờ đứng lâu rồi với bộ trang phục này và tóc giả như vậy đúng không? Nãy lúc em bước chỉ có sợ em không có kiểm soát rồi em bước hụt xuống cái bục á. Có gì buồn không? Anh thì anh đang tưởng là em đang chia tay bạn trai, đang buồn quá lên hát cái bài tâm trạng quá muốn khóc. Dạ không phải, tại em đó giờ là mặt nghiêm thôi. Không, tại mặt người ta như vậy, tức là ít quen, ít cười đúng không em? Vui nhất là em cười cỡ nào? Không phải, cười lớn lên luôn. Cười vậy ví dụ như khi em coi anh Trấn Thành trên trường gian diễn hài em cười làm sao? Không,
có. Mắc cười. Có lúc nhỏ xem ngày xưa ngày xưa. Ngày xưa là xem anh diễn hả? Dạ. Có cười không em? Dạ có. Cảm ơn em. Em tên gì nè? Dạ em tên Quỳnh. Cái gì Quỳnh em? Nguyễn Thị Như Quỳnh. Trời, tên Như Quỳnh. Em bao nhiêu tuổi và em đang công việc gì? Dạ em 20 tuổi, bây giờ đang chụp chụp hình thiệt hả? Chụp ếch. Em run quá. Bình tĩnh. Có gì đâu run, mình vui thôi mà. Không, mấy giờ chị Ốc lên đây đứng với em đi, nắm tay đi ha. Một người phụ nữ mà chín chắn như chị Ốc thì sẽ làm cho bình tĩnh hơn. Thật sự là chị rất là muốn lên với em từ lúc nãy cơ. Tại vì chị không muốn phải thấy ai trải qua cái cảm giác mà mình đến tham gia để mình chơi mà mình lại bị áp lực và không thoải mái như vậy. Thì chị hy vọng là bây giờ em áp lực hơn rồi đó, chị nói đó. Dạ không có chị, em nhìn mặt của chị cảm giác giống như là nó thánh thiện lắm. Thánh thiện đúng không? Dạ. Chị Trang lên đây, chị Trang lên đây. Cái vòng mà thánh thiện là đi đâu là gần lên tới trển rồi đó. Giống như anh Nghĩa sắp chìm tôi nè. Chị Trang phải ráng làm mặt thánh thiện nha. Tại vì chị Trang cũng là người phụ nữ đó, có gia đình, có con rồi, cho nên là cũng có một cái sự chín chắn. Cứ cái mặt cũ đi nè, lấy cái mặt thánh thiện gắn vô. Đây nè, em nhìn chị Ốc thấy thánh thiện sao, dòm chị Trang thấy sao? Sao em? Dạ không có, tại em hay xem Instagram của chị nên không có cảm giác thánh thiện được, cảm giác Trời ơi là trời. Thế nào cái cảm giác thánh thiện được. Trang ơi Trang, bộ trên Instagram em làm khùng lắm đó Trang. Em có làm gì đâu, sáng sớm em đắp một cái mặt nạ màu đen thùi lùi, em tạo dáng em chụp hình vậy thôi mà, em làm cái gì đâu. Thằng kia bé nó ám ảnh tới giờ. Dạ em làm người mẫu ảnh. Người mẫu ảnh, người à mẫu giờ ảnh mới nói được à. Hàng chị em rất là xinh. Chỉ cái điều là khi đến với một cái sân chơi mà không có thuộc sở trường của mình á, em run, em lúng túng. Nhưng mà cô bé đẹp nhất là với cái tóc ngắn hồi nãy trong cái đoạn clip đầu ấy, chứ còn cái này nó làm em hồng hồng giống em. Cười cái coi. Rồi. Dành cho Như Quỳnh một tràng vỗ tay nè các bạn. Cảm ơn em. Rồi, ôm hai bà chị cái đi em. Nè. Nó không thèm ôm em. Em muốn ôm chị Trang không? Cái người ác ác đâu ôm. Ok, chia tay nè, tiếng cá Như Quỳnh ở đây. Thôi được rồi, bây giờ mình nghe Yến Nhi nè. Đó, Yến Nhi, em sẽ hát cùng với cái người bạn, đó là nàng Lọ Lem mà em đã lựa chọn nha. Hy vọng rằng em không bị suy sụp với bạn ta. Mời em. Đã rớt bao đêm từ khi anh ra đi. Bài của em á. Anh nào biết gì đã khiến đôi mình phải chia ly, là vì đâu, là vì ai? Hãy nói đi là đúng hay sai, mà giờ đây hai ta như người xa lạ. Những dấu yêu mình đã trao nhau dường như không. Thôi sao, bao ngày qua sẽ là nỗi đau. Trái tim em giờ đây đã phai úa màu. Bao ngày bên nhau là quá mau, hay chúng ta chưa được đậm sâu. Với cái cách đứng, cái góc mặt của cổ khi mà cổ trình diễn trước ống kính là cổ sẽ là người hát không hay. Em cũng có cảm giác bạn này hát không hay. Nhưng bạn hát quá hay, mà còn hát theo cái kiểu Tây Tây nữa. Thì chương trình bắt em làm cái miệng xấu vô cho anh. Bao ngày bên nhau là quá mau, hay chúng ta chưa được đậm sâu. Tình ta lại đây.
biết gì đã khiến đôi mình phải chia ly, là vì đâu, là vì ai? Hãy nói đi là đúng hay sai, mà giờ đây hai ta như người xa lạ. Những dấu yêu mình đã trao nhau giờ như không. Ôi sao? Bao ngày qua rất là nỗi đau, trái tim em giờ đây đã phai úa màu. Bao ngày bên nhau là quá mau, hay chúng ta chưa được đậm sâu? Vẫn mong chờ người nơi chốn mai, vẫn hy vọng dù ai đến đổi thay, vẫn ước mong sẽ có một ngày tình ta lại đắm say. Nỗi đau này mình em giữ lấy, mắt môi này hòa chung với đắng cay. Em chưa tìm được xa lối, hay có được tình đã tối, nhưng vậy thôi. Vẫn mong chờ người nơi chốn được cái là nhiệt tình. Ừ, cái vòng thứ hai là bạn ấy đã thể hiện cái sự nhiệt tình rồi. Và đến cái phần này khi mà hát với Yến Nhi cũng vậy, nhiệt tình hát mặc dù hát xét tựa lửa. Mà anh công nhận cái bài này em hát rất là hợp lý. Một cái sáng tác của anh, em hát rất hợp lý. Như vậy thôi. À, cảm ơn Yến Nhi, mời em. Ê, em gái, anh nghĩ là bữa nào mà thí dụ đi làm công tác tình nguyện anh rủ em theo được á, em được cái nhiệt tình. Xong sáo. Em nhiệt tình lắm. Lanh xả. À, em sống ở đâu? Em sống nhà em. Nhà em ở đâu? Quê em chốn nào? Chứng minh nguyên quán là ở đâu? Dạ Hà Nội. Em tên gì mọi người chưa biết tên em? Em tên là Tuyết Nga. Hiện em đã học xong ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Wow. Em học ngành gì vậy? Dạ em học ngành diễn viên. Cảm ơn Tuyết Nga đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và đúng như anh Thành nói, nhân tố này rất là đặc biệt, rất là vui ha. Hy vọng rằng em sẽ thành công với cái sự nghiệp của mình, con đường làm diễn viên ha. Sẽ trở thành những người đồng nghiệp của anh chị đi ở đây. Nói đi em, nói tiếp đi em, không sao đâu, nói thực đi. Thì em đang học giữa chừng nhưng mà do chính bản thân em là em không muốn dựa dẫm với ai hết, em không muốn xin tiền ai hết. Với lại gia đình em cũng, anh chị em cũng tự lập, và ba mẹ em thì không ở cùng với nhau. Nhưng mà em còn phải nuôi mẹ, cho nên là em đi làm công việc không có liên quan. Em làm về người mẫu ảnh và live stream. Em rất rất được thích diễn hài. Em hy vọng một ngày nào đó, nếu mà em kiếm được tiền, em sẽ tiếp tục em theo đuổi cái đam mê của em. Em sẽ học để em có thể đứng được chung sân khấu với chị Thu Trang. Vì em rất rất là thích chị Thu Trang. Hồi nhỏ xíu á, thì em thích chị Yến Nhi với chị Yến Trang bên ca sĩ. Xong rồi hay đi hát ở phường hay lựa mấy cái bài đó hát. Xong rồi cái được giải thưởng là ly nước mía. Xong rồi càng lớn chút xíu thì em thích qua chị Ốc Thanh Vân. Là chị đóng phim Tình Yêu Còn Lại. Em rất hâm mộ chị qua cái vai đó. Bộ phim nó đến bây giờ buồn buồn á, em cũng mở ra em xem lại đầu cuối, tại rảnh có gì làm chị. Bé Nga ơi, thật sự là nãy giờ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng mà chắc mọi người cũng hình dung về con người của em. Em rất là vô tư, rất là dễ thương, rất là chân thành nữa. Chị mong rằng là nếu như em đã xác định em là một diễn viên á, thì sẽ không có cái gì mà mình làm đại hết. Hãy làm bằng tất cả cái tâm của mình. Cảm ơn chị. Bây giờ nói em nghe nè, nói chung là không có biết em là có thích anh hay không, anh cần biết. Nhưng mà anh thì anh rất là thương những cái bạn nào muốn làm nghề mà không có điều kiện tốt.
Tại vì thật sự ra anh nói là cái nghề này á, nó gian truân lắm ha. Thì anh khuyên em một cái điều như này, là đam mê nó phải kèm theo khả năng thì mới thành công được. Nhưng với những gì mà em chia sẻ từ nãy giờ, em là người có khả năng. Em được cái lệm ngây thơ một cách như chị Lê Giang ấy, có nghĩa là vô tư vô nhiễm. Ai dòng đời có dạng biến em cũng bất biến. Thành thử ra là anh nghĩ là em giữ cái điều này, cái điều này là cái chất liệu tốt nhất để làm một diễn viên hài. Đó là cái sự ngây thơ của mình nha. Theo đuổi đi, anh nghĩ là em theo đuổi đi rồi em sẽ làm được. Vậy anh đợi em, ngày nào đó em sẽ đứng chung sân khấu với anh. Rồi, anh sẽ đợi em. Anh chị ở đây sẵn sàng đợi em. Dạ. Em tin anh đi, em sẽ thành công. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Tạm biệt em đây ha. Dạ bye bye anh nha. Nãy giờ chưa nói gì với anh hết trơn. Mặc dù em thích anh từ hồi nhỏ xíu luôn rồi. Ai đâu có biết từ hồi nhỏ xíu. Bình hát cùng với bạn số 3, mời em. Rồi nhưng anh đành thôi. Chuyện tình chúng ta giờ đã đổi thay, anh nghĩ như vậy. Chuyện ngày thứ ba ai cũng biết sao em phải dối. Trả lời thật với anh, chuyện gì đã xảy ra em không cần dối. Sao em thấy bạn này lại thấy có vẻ hát hay à? Hát dở, bung nắp. Cô này hát hay á. Em cũng đồng ý anh Giang là cô này hát hay. Với anh chuyện gì đã xảy ra em không cần dối. Em chưa phải như thế này, em chưa phải như thế này, em chưa phải như thế này, em cũng chẳng thể đổi thay. Hay vì anh đang nghĩ mà thôi nên anh cứ nghĩ em đang lừa dối. Sẽ đến bên người ta, anh sẽ quên em nhanh thôi mà. Còn gì hơn em, cũng đã hết đi. Những gì anh em nói là sự thật thì tình yêu anh dành cho em là gì? Em nói đi, có phải đó cũng sẽ như người ta? Em vứt đi. Em chỉ yêu một anh, nơi đó có cậu đúng không em? Khi giờ ai đang nhìn anh, người ai cũng đã từng để cho em mọi thứ sao quá mong manh. Rồi ai sẽ là người tiếp tục bước không em? Có thể không phải là anh, nhưng biết đâu mai sau anh đúng cũng như người ta vậy không em? Đâu có cho nhiều lý do, chỉ cần em nhìn vào anh để nhận thấy nước mắt đi, vì có sự tất nhiên trong đôi mắt ấy. Có một ánh mắt thì biết mặc về em, đâu chỉ một anh hay với em này. Anh biết trong em còn có một bí mật là anh ấy. Khi mà hai người làm sao trong một lời nói, khi mà hai người đâu vì anh mà lừa dối. Chỉ có một người một trời như là mây. Ai đã sau lưng em như thế? Em chưa phải như thế này, em cũng chẳng thể đổi thay. Hay vì anh đang nghĩ mà thôi nên anh cứ nghĩ em đang lừa dối. Rồi nhưng anh đành thôi. Chuyện tình chúng ta giờ đã đổi thay, anh nghĩ như vậy. Chúc mừng Trần Thăng Bình đã lựa chọn chính xác người hát hay. Cảm ơn em. Em đã níu kéo được danh dự của anh rồi. Ồ, được.
Ôi ơi. Bánh khọt. Em giỏi lắm. Không, nhưng mà thật ra mình phải nói như thế này. Là dạo gần đây thì đúng là Trịnh Thăng Bình, cái thẩm mỹ âm nhạc của Bình cao hơn ngày xưa rất là nhiều. Từ khi mà tôi thấy bạn tôi làm những cái tác phẩm như là Scene, mặc dù lời nó vẫn là lời của các bạn giới trẻ thị trường thôi, nhưng mà cái giai điệu và cái cách mix, cách phối khí á, là bắt đầu là theo xu hướng của thế giới. Là thật ra là ghẹo Bình thôi, tại vì tôi với Bình quá thân thì hại nhau cho sân khấu và cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà thật ra là tôi rất là đề cao cái thẩm mỹ âm nhạc của Bình. Bình thì được cái là nó xàm, nhưng mà cái thẩm mỹ âm nhạc nó rất là tốt, nó sáng tác cái bài rất là hay. Còn em giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Ngọc Bích. Hiện tại em đang là thực tập sinh âm nhạc. Tức là em đang được đào tạo để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Đúng không em? Em cũng muốn chia sẻ thêm là khi mà đến với chương trình này á, thì em không có quan trọng là em được loại chọn trước hay chọn sau gì á. Em chỉ mong là em được đứng đây, được hát xong bài này em cảm thấy sung sướng vô cùng. Cảm ơn em rất là nhiều, bởi vì đã cùng với Trần Thanh Bình mang đến một bài hát rất là hay. Mời các bạn lên đây, chúng ta cùng vui với nhau nào. Hôm nay thì hai cô công chúa xinh đẹp của chúng ta mỗi người đều nhận được số tiền thưởng trị giá là 10 triệu đồng vì đã có mặt ở vòng đặc biệt này. Còn riêng với Yến Nhi thì rất tiếc là... Ôi em ơi, em lập kỷ lục luôn đó em. Em chọn sai 3 lần luôn á. Và Trịnh Thăng Bình thì hôm nay nhận được phần thưởng này chắc có lẽ là Bình sẽ rất là vui đây. 50 triệu, chúc mừng Trịnh Thăng Bình nha. Từ đầu mình đã xác định rồi. Thắng Bình thắng thì mình cũng chia 50% cho Nhi à. Ít ra còn gỡ gạt là được chút xíu ga lăng của người đàn ông, đúng không? Xác định, xác định. Như vậy có lẽ là một cái kết đẹp nhất cho tất cả mọi người chúng ta. Thưa quý vị, chương trình Giọng Ải Giọng Ai hân hạnh nhận được sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau lúc 19 giờ tối thứ bảy trên HTV7 nha. Xin chào tạm biệt. Xin chào và thân thương nhất. Sự sắp đặt thiên nhiên rồi. Đảm bảo là không giờ Nguyễn Trang rất nguy hiểm. Cảm nhận ban đầu thì thấy hay, nhưng mà đang sợ bị lừa thôi. Đón xem Giọng Ải Giọng Ai tập 9 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.